Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, sau khi nghỉ một ngày tối thứ hai, thì thứ ba và thứ tư Huy sẽ phục vụ mọi người một bộ truyện đã là một cái series được quý thính giả yêu thích rất nhiều trong thời gian qua về hành trình hành đạo của Pháp Sư Trẻ Lý Lăng Quân. Và phần này cũng là phần cuối rồi, Cửu Vĩ Thiên Hồ Tái Thế của tác giả Hào Phan. Huy mong rằng quý thính giả nếu như yêu mến series truyện này thì hãy theo dõi trang Facebook của Hào Phan để ủng hộ cho em ấy nhé, trên con đường viết lách của mình. Cửu Vĩ Thiên Hồ Tái Thế Huy sẽ phục vụ trong tối hôm nay và tối ngày mai, có hai phần, mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào phần đầu tiên của Cửu Vĩ Thiên Hồ Tái Thế, phần cuối Lý Lăng Quân. Mén sau khi được giải cứu khỏi bọn người nuôi cổ trùng có thù với Lăng Quân thì gặp lại một người quen cũ là Gia Huy. Hai người hiện đang ngồi bên cạnh nhau trên chuyến xe đò trở về quê của Mén. Huy nhìn Mén rồi nói: Bao năm không gặp, em vẫn như xưa hả? Không còn thù hận anh sao? Mén lắc đầu: Không, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại. Em cũng không muốn nhắc đâu. Gia Huy không nói gì nữa mà đưa cho cô một chai nước suối. Đang cắt nước, Mén cầm lấy mà tuôn một hơi. Không hiểu sao khi uống xong thì lại cảm thấy đầu choáng váng, rồi ngã vào vai Gia Huy. Ánh mắt của hắn chợt hiện lên một tia sát ý. Lăng Quân, ngày tôi gặp lại mày cũng đến rồi. Lại nói lúc này bên trong thập điện Diêm Vương, ở một căn phòng nhỏ, có một thân ảnh cao lớn uy nghiêm đang ngồi trên chiếc ghế cao đọc những quyển sách chất chồng trên bàn. Khuôn mặt của thân ảnh này đen bóng, trên đầu đội mão, râu tóc dài, trên người vận bộ đạo bào màu đen, tỏa ra khí thế ngút trời. Đúng rồi, ông ta không ai khác chính là Diêm Vương gia, đang ngồi kiểm tra sổ sách. Bên ngoài bỗng nhiên có một nữ tử bước vào, sắc diện xinh đẹp, trên tay còn cầm theo một ly trà. Người này là Lý Yên Nhiên. Nàng chậm rãi bước đến bên cạnh Diêm Vương, đặt ly trà lên bàn. Sư phụ à, người có thể giảm bớt công việc được không? Nhìn bộ dáng của người chẳng khác nào như sắp chết vậy. Dạo này yêu quái lộng hành, người chết rất nhiều nên sổ sách đầy cả ra. Ta không kiểm thì ai kiểm? Mỗi người đều có việc riêng cả rồi, không lẽ còn giúp ta kiểm sao? Yên Nhiên biểu môi, lần lừa lùi lại. Cô vốn rất lười, phải nói là lười nhất cái âm ty này. Bắt cô ngồi vào bàn kiểm tra sổ sách, chẳng thà một đao chém chết cô cho xong. Diêm Vương thấy vậy cũng thở dài: Cái con nhóc này, hễ nghe tới có công chuyện là kiếm chuyện chạy trốn mà. Con gây chuyện biết bao nhiêu rồi đó, chưa đủ hay sao? Tuy Yên Nhiên đã trên nghìn tuổi, nhưng đứng trước mặt Diêm Vương chẳng khác nào một đứa nhóc. Cô liếc mắt biểu môi: Con chỉ thực hiện chức trách thôi, chứ có phá phách gì đâu. Thôi bỏ đi, tử văn sao rồi? Ta không thấy nó xuất hiện nữa vậy, đã chính kiếp rồi đó. Thì để ân hận cái chuyện để cô Vĩ Hồ năm xưa chạy thoát nên mới ra đi như vậy. Bây giờ gần tìm được rồi, cho nên để em không có về. Trong tay còn cầm linh thức của cụ Vĩ nữa đó. Cái thằng nhóc này, lỗi năm xưa đâu phải do nó gây ra đâu chứ, lại tự mình lên nhân gian tìm tiền thân của cụ Vĩ. Bây giờ tìm được linh thức rồi thì lại không chịu về gặp ta. Thì năm xưa để bị Cửu Vĩ đánh mất hết tu vi rồi, bây giờ tìm lại được linh thức mới lợi dụng nó hồi phục tu vi. Chắc khi hồi phục đủ để sẽ quay về mà. Diêm Vương liếc mắt nhìn Yên Nhiên. Cô thấy vẻ mặt của sư phụ mình cũng nhìn ra chỗ khác, như đang giấu giếm điều gì đó.
con đừng có lừa lão già này. Có phải con bảo Tử Văn bên cạnh bảo vệ cho Lý Lăng Quân cho tới khi cửu vĩ thiên hồ tái thế hay không? Sao người lại biết vậy? Ta cái gì mà không biết? Con đã biết thần thế của Lý Lăng Quân rồi, có đúng hay không? Yên Nhiên bị nói trúng tim đen, cũng lặng lẽ gật đầu. Diêm Vương nói tiếp: nếu đã biết rồi thì mối nghiệp duyên cuối cùng này phải để nó tự trải qua. Con phải đợi thời cơ, không được tự ý nhúng tay vào. Con biết rồi mà. Suốt ngày chỉ nói mỗi câu đó mà cuối cùng có làm được đâu. Yên Nhiên tiến đến đấm vai sư phụ mình: thôi mà, con biết lỗi rồi. Sau này á, con sẽ nghe lời người tuyệt đối. Chỉ cần người đừng có phạt con ở đây là nữa là được rồi. Chán lắm rồi đó. Thôi đi cô nương, đừng có dụ dỗ lão già này. Ta còn chưa có lẩm cẩm đâu. Yên Nhiên định lợi dụng thời cơ năn nỉ lão sư phụ cho mình lên nhân gian, nhưng có vẻ làm đủ mọi cách cũng không được. Nàng lại giận dỗi biểu môi. Từ bên ngoài, bất giác có hai thân ảnh bước vào. Một nữ mái tóc đen ống mực, nhan sắc khuynh thành. Nếu Yên Nhiên đẹp theo vẻ hiền hòa, thì người này lại mang một kiểu sắc sảo hơn. Bên cạnh còn có đứa nhóc tay cầm cái chuông, mặt yếm đỏ đi chân đất, tóc trên đầu còn búi thành hai cục, giống như Na Tra vậy. Người nữ tử vừa bước vào đã lên tiếng ngay: chào sư phụ. Sư tỷ, con đã về rồi. Đứa bé kia cũng cúi đầu: dạ, con chào Diêm Vương gia, Yên Nhiên tỷ tỷ. Đi tìm tung tích của môn đồ con đã được rồi sao? Người này không ai khác chính là nhị đồ đệ của lão Diêm Vương, Huyền Trân. Vì hơn trăm năm trước, nàng ta có một môn đồ là nữ rất thân tín với mình, phải nói là thân như ruột thịt. Đi theo nàng cũng đã mấy trăm năm rồi. Nhưng nhất thời một ngày kia, người đó suy nghĩ không thông mà lẻn vào luân hồi ti, muốn nhìn ngắm người tình mà cả đời mình bỏ lỡ từ rất lâu rồi. Kết quả là bị âm ti bắt được truy phạt, đày vào luân hồi kiếp. Nếu không chịu khổ trên mấy kiếp thì không được về. Huyền Trân cũng rất buồn vì điều này, nên mới trời âm ti đến nhân gian theo dõi lịch trình của môn đồ mình. Và kiếp này đã là kiếp cuối cùng của người đó. Đúng rồi, con đã tìm được kiếp cuối cùng của nó. Phận mạng của nó sắp hết rồi. Con chỉ chờ nó chết thì lập tức đem nó về. Con chỉ muốn về thông báo cho sư phụ một tiếng thôi. Thôi được rồi, con đi đi. Nên nhớ là không được tự ý cướp mạng người đâu đó. Cứ để số phận tự nhiên nó sẽ đến. Dạ, con biết rồi. Yên Nhiên nghe nãy giờ, bây giờ cũng lên tiếng: khi nào muội đem con bé đó về cho ta gặp mặt chứ? Lúc trước ta cũng thích nó lắm đó. Huyền Trân nhìn sư tỷ mình, ánh mắt có chút nheo lại. Nếu mà sư tỷ đừng phá phách nữa, muội sẽ làm theo ý tỷ. Chứ không nó lại ảnh hưởng tỷ thì mệt lắm. Dứt câu, hai người lại bước ra ngoài, chỉ để lại khuôn mặt khó chịu của Yên Nhiên. Giận quá hóa thẹn, cô lại quát lên: cái con nhỏ này dám nói chuyện sư tỷ vậy? Thôi đi, con xem lại mình sống như thế nào mà để cho người ta khi dễ kìa. Nói nhiều rồi, lấy cho ta vài cái bánh hoa quế đi. Diêm Vương cũng quay sang nhìn Yên Nhiên mà hậm hực. Nàng biểu môi quay đi ra ngoài, không nói gì. Diêm Vương nhìn theo dáng đi của con bé thì cũng lắc đầu. Nó tuy lớn nhất nhưng cũng là đứa trẻ con nhất trong ba đệ tử của ông, cũng là đứa mà được Diêm Vương cưng chiều nhất, đến nỗi gây họa đến tận luân hồi ti cũng không ai dám nói gì. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ, chợt Diêm Vương có điều không lành, liền bấm động, khuôn mặt dần cau lại. Quả nhiên ngài nói tái xuất cũng đến. Đã sắp đặt từ trước thì cho dù có làm gì cũng không thể cản được. Lòng quân à, người quả là có cái nhìn sâu tận mấy ngàn năm rồi. Trời tối,
Ánh trăng đêm nay rất sáng. Ngồi cạnh cửa sổ tại một quán cà phê là một cô gái có mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, độ chừng 25 tuổi. Cô ta chậm rãi cầm ly cà phê mà uống, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm lên ánh trăng sáng ngoài kia, bộ dáng giống như đang đợi một người nào đó. Được một chút thì bên ngoài quả nhiên có người mở cửa bước vào, bộ dạng gấp gáp lắm. Cậu ta nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Cô gái nhìn ra người này ngay, khuôn mặt vui vẻ gọi lớn: Lan Quân à, chị đây nè. Quân thấy người kia thì cũng gấp gáp chạy tới, nở một nụ cười. Em xin lỗi, em tới trễ. Mà sao chị chọn chỗ tối quá, làm kiếm hoài em ra đó. À, chị không muốn gây chú ý nhiều, chứ nhà báo phiền phức lắm. Quân cũng hiểu rõ được, dù sao chị ta cũng là diễn viên nổi tiếng, nên nhất cử nhất động đều có thể bị chú ý. Cô ta không ai khác chính là cô diễn viên Diễm Trinh đã được Quân giúp đỡ lần trước. Quân ban nãy đang ngủ ngon thì bị Diễm Trinh gọi điện hẹn tới đây không biết làm gì. Tuy chỉ gặp có một lần, nhưng chị ấy có vẻ rất thân thiết với Quân. Cả tháng qua Trinh nhắn tin hỏi thăm cậu rất thường xuyên, còn trách cậu chuyện hôm đó không đến xem buổi biểu diễn của mình, làm cô ta cứ chờ đợi mãi mà không thấy. Quân chậm rãi ngồi xuống nói: Mà chị gọi em ra đây có chuyện gì? Bộ có gì bất trắc sao? Trinh nhìn Quân với ánh mắt buồn bã rồi lắc đầu: Không phải. Mà sao em cũng gọi cà phê đi, cà phê đây ngon lắm á. Không đâu, em thích uống nước ngọt thôi, chứ không thích uống cà phê. Với lại em cũng nếm đủ vị đắng của cuộc đời rồi, không muốn thêm đâu. Trinh phì cười, cậu nhóc này quả thật khiến cho người ta cảm thấy thích thú. Em vui tính thật đó, nếu như ngày nào cũng được ở bên cạnh em thì chắc là vui lắm. Chị cứ nói quá, em cũng là người bình thường thôi mà. Không đâu, với chị em rất là đặc biệt, bất kỳ ai cũng không thể so sánh được. Ừ, hôm nay sao chị lạ vậy? Trình cúi mặt, đưa ngón tay xoay vòng cái miệng ly cà phê, cho mới chậm rãi nói: Chị đến đây là để tạm biệt em thôi, muốn nhìn em lần cuối. Hả? À, chị đi đâu hả? Ừ, chị đi Mỹ làm việc luôn, chắc sẽ không quay về nữa. Mạng xã hội chắc cũng giảm sử dụng lại, cho nên sẽ không liên lạc được nữa đâu. Tuy bình thường nhắn tin cũng ít, nhưng Quân hầu như cũng có chút tình cảm gì đó với chị ấy. Nay nghe chị không trở về nữa, cậu chợt thấy có chút trống vắng. Vậy chị gọi em ra là để tạm biệt hay sao? Ừ, Việt Nam này chị không có gì lưu luyến hết. Vì em cứu mạng chị một lần, nên chị muốn gặp và cảm ơn em lần cuối. Khuôn mặt buồn bã của Trinh nhìn Quân giống như không nỡ rời xa vậy. Trong lòng cô có lẽ cũng đã có chút tình cảm nhen nhóm với cậu, nhưng Quân thì khác. Thay vì buồn, cậu lại nở một nụ cười. Nước Mỹ hả? Chắc xa xôi lắm ha. Nhưng mà qua bên đó ước mơ của chị sẽ ngày một lớn hơn. Đừng bận tâm thêm, dù sao cứu chị cũng là cái duyên mà, đừng nhắc tới nữa. Trinh cũng hiểu ý Quân, hai người cứ vậy mà nói chuyện quá khứ tương lai. Một hồi sau, Quân dắt Trinh ra xe, rồi lấy trên cổ của mình một sợi dây chuyền hình đầu lâu mà cậu vẫn thường đeo, đưa cho Trinh. Em có gì để tặng chị hết. Đây là dây chuyền mà hồi nhỏ xíu lúc còn sống mẹ em đã trao cho em á. Giờ chị cầm đi, làm kỷ niệm. Trinh nghe vật này quý như vậy, có ý định từ chối, nhưng Quân đã nói trước. Từ khi gặp chị, em đã có cảm giác rất là mến. Chị cứ cầm lấy. Cũng không phải là em tặng chị đâu, chỉ là cho chị mượn thôi. Sau này nếu về Việt Nam thì trả lại cho em, được không? Trinh cũng miễn cưỡng cầm lấy. Cô không biết được rằng sợi dây chuyền này rất là đặc biệt. Chỉ cần người bình thường đeo vào thì cho dù ma quỷ mạnh đến như thế nào cũng tuyệt đối không làm hại được. Phải là người thật sự tin tưởng thì Quân mới trao cho. Dây chuyền đẹp lắm,
chị hứa nhất định sẽ quay lại Việt Nam. Ừ, chỉ cần chị hứa là được rồi. Trinh xúc động nhìn đối phương mãi một lúc lâu, mới nuốt lại cảm xúc vào trong mà bước lên xe. Tay cô nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà Quân tặng. Nếu như có thể quay lại Việt Nam, cô nhất định sẽ tìm Quân. Quân đứng nhìn theo chiếc xe chạy đi mà trong lòng cảm thán, không biết rồi đây có còn gặp lại được nữa hay không. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì điện thoại của cậu reo lên. Nhìn thấy dòng số lạ nhưng cậu vẫn bắt máy. Alo, ai vậy? Ai chà, lâu năm như vậy mà ngay cả giọng của mình bạn cũng quên sao? Lại, đừng có nói nhiều. Chắc là bạn học pháp nhiều quá quên mất mình rồi. Để mình nhắc cho bạn nhớ, 10 năm trước ở chừng núi Cấm đó, là mày và Huy. Ê, đoán đúng rồi. Phần thưởng của mày nè, tao sẽ cho mày nghe giọng của một người. Hắn đưa điện thoại sang một bên, và tuy người kia chỉ rên rỉ lên vài tiếng thôi, nhưng Quân vẫn nhận ra. Con mẹ mày, mày dám bắt cóc miếng sao? Bạn nói vậy là nghĩ xấu cho mình rồi. Nè, không có bắt cóc, chỉ là giữ ở đây một khoảng thời gian thôi. Trên này mát lắm đó. Quân nắm chặt tay thành nắm đấm, gằn lên từng chữ. Mày mà dám đụng tới miếng, dù chỉ là một sợi tóc, tao giết mày đó. Bạn vẫn nóng tính như xưa hả? Nhưng mà... Giọng nói của hắn từ cười cợt lập tức chuyển sang nghiêm túc. Tao biết, cho dù tao có hẹn thì mày cũng không đến đâu, cho nên tao mới ra ý tưởng này. Nhanh đến đây đi, địa chỉ ở đây. Nếu mày không đến thì nói chết thật đó. Cuối cùng mục đích của mày là gì? Tao muốn trả lại những gì mày đã gây ra với tao. Mối nhục thất bại đó tao không thể qua được. Sâu bọ ngàn năm cũng chỉ là sâu bọ thôi. Sao cũng được, tao nghĩ mày nên lập tức đi đi, nếu không thì không kịp nữa đâu. Không để Quân trả lời, Gia Huy đã tắt máy. Quân không chần chừ, gọi ngay một chiếc taxi để đến địa điểm kia. Trong lòng một ngọn lửa giận đã bùng lên. Năm đó ở An Giang, sư phụ của Gia Huy là một pháp sư rất tốt, nhưng không hiểu sao về sau này lại bị đồng tiền che mờ mắt, sẵn sàng bất chấp mà hại người để kiếm tiền. Để muốn được thuật pháp thông thiên, hắn ta đã giết phụ nữ mà luyện thiên linh cái. Nhưng tới khi sắp thành công thì bất ngờ hắn bị cha mẹ của Mén đi ruộng về phát hiện. Lúc đó hắn đang chặt đầu một phụ nữ trong xóm để luyện thiên linh. Hai người sợ hãi toan bỏ chạy đi thì bị hắn ta bắt lại, kết quả là bị giết chết. Từ đó Mén trở thành cô nhi. Gia Huy là học trò của hắn nên cũng biết rõ hắn ta làm ác, nhưng vẫn đi theo học thuật pháp của hắn ta, không hề tố cáo. Thế nhưng đời thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Khi đang trong thời khắc sắp đạt được ước nguyện thì bị ông Năm phát hiện. Quá tức tối, hắn ta cùng ông Năm ở chân núi Cấm đêm đó đấu với nhau một trận, nhưng cuối cùng bị ông Năm đánh bại rồi giết chết hồn phách của hắn đi. Đối với ông Năm, những kẻ như vậy không đáng được thứ tha. Hôm đó Quân cùng với tên Gia Huy kia cũng có mặt chứng kiến cảnh tượng. Tên Gia Huy thấy sư phụ mình bị giết thì sợ hãi bỏ trốn mất tâm, không biết là đi đâu. Quân cũng chẳng mấy quan tâm đến nó, vì từ nhỏ nó đã là một tên khó gần. Bây giờ nó quay lại, chắc chắn là muốn giết Quân và ông Năm để báo thù cho sư phụ. Hồi ức trôi qua, trong lòng của Quân lại càng lo lắng. Trên sân thượng tòa nhà cao mười mấy tầng, Gia Huy đứng trên đó nhìn xuống thành phố mà cười nhạt. Bao nhiêu năm, công nhận Việt Nam thay đổi nhiều thật, đúng không cô bé trẻ tuổi? Hắn nhìn sang Mén đang bị trói ở trên thềm sân thượng, phía sau còn buộc một sợi dây vào một cây sắt để Mén không bị ngã xuống dưới. Gió đêm thổi qua lạnh buốt cả người, Mén trung trảy nhìn xuống. Chỉ cần sợi dây đứt đi, cô sẽ rơi tự do xuống dưới mà chết ngay. Thế nào, có cảm thấy sợ hay không? Gia Huy à, anh vẫn không thay đổi.
vẫn làm sai như lão sư phụ của anh. Đáng lẽ ra tôi không nên tin anh. Sai à? Sư phụ tao làm vậy chỉ để muốn giúp người thôi mà. Nếu mà luyện thuật đó thành công thì ông ấy có thể hô mưa gọi gió, trở thành thánh nhân đó, rồi sẽ giang bàn tay ra mà giúp đỡ cái lũ dân hèn mọn chúng mày. Nhưng mà tại sao, tại sao lão già với thằng chó lăng quân đó lại phá hỏng kế hoạch giết chết sư phụ tao, để tao vào con đường bơ vơ? Tao phải đi ăn xin, đi trộm cắp để mà tồn tại đó. Tao hận chúng nó. Cha mẹ, gia đình của tao, chứ gì sư phụ mày mà tan nát. Hai thầy trò mày chúng từ đầu đã không phải là con người rồi. Cứ chửi đi, rồi lát sau tao cho hai đứa mày đoàn tụ. Anh Quân sẽ không đến đâu, đừng có chờ đợi vô ích. Muốn chém muốn giết tụi mày đi. Mày nghĩ tao tin mẹ? Yên tâm, nó nhất định sẽ đến. Bên ngoài cánh cửa sắt dẫn đến sân thượng, bỗng nhiên có tiếng chân dồn dập. Gia Huy đứng dậy, liếc mắt nhìn sang, khẽ nở một nụ cười tà. Đến rồi, nó thực sự đến rồi đó. Cánh cửa vang lên một tiếng ầm lớn. Một chàng thanh niên lao vào, ánh mắt lập tức nhìn đối phương. Gia Huy nhìn người này, liền đưa tay chào. Hai bạn thân, lâu quá không gặp. Huy chưa kịp nói xong thì một khắc giữa mi tâm của hắn đã có một thanh trường kiếm lao đến, như muốn xé nát cả hư không. Hắn ta ngớ người ra, nhưng đã lập tức đưa ngón tay lên kẹp lấy thanh kiếm. Công pháp nhanh đó, nhưng tao vẫn còn chưa nói xong mà. Quân đứng trước mặt hắn, tay vẫn cầm kiếm vận cương khí. Hư không bộ của cậu đã luyện lên tới mức thượng thừa, chưa cần đến một giây đã có thể thoát ẩn thoát hiện rồi. Nhưng mà tên Gia Huy bây giờ cũng không phải dạng tầm thường, dám trực diện đỡ kiếm của cậu. Ánh mắt Quân lạnh lùng nói: tao chứ mày có con mẹ gì để nói hả? Rất rất nhiều chuyện là đằng khác nữa đó. Mấy người bên kia thấy Quân đến, ánh mắt đã rơi xuống những giọt lệ. Nhưng cô không thể động đậy gì, vì nếu như sảy chân, cô có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô muốn khóc thật lớn, nhưng lại suy nghĩ một lúc rồi cắn răng la lên: Lăng Quân, sao anh đến đây chứ? Em đã nói là không muốn gặp anh nữa mà. Anh cút về đi. Anh không về. Hôm nay nếu như không cứu được em, anh tuyệt đối không về. Gia Huy đối diện với Quân, nghe hai người nói vậy cũng cười lớn. Yêu thương nhau tới vậy thì tao tội nguyện cho hai đứa mày. Mày và sư phụ của mày đều như nhau cả, là một đám cặn bã. Đừng nhắc tới sư phụ tao. Còn mẹ mày, hôm nay tao sẽ giết chết mày với ông già kia để tế lên cho sư phụ tao. Tao không còn là thằng Huy yếu kém của ngày xưa đâu. Để thử coi đứa nào mạnh. Quân nhanh chóng bận cương khí, xoay kiếm một vòng. Tuyệt tình kiếm phát sáng, tỏa ra lam quang sáng rực, như muốn cắt đứt những gì xung quanh nó. Gia Huy thấy nguy hiểm trước mắt, liền buông tay lùi ra, tay phải đưa lên bắt chúng. Ngũ hắc kỵ trận, triển khai. Hắn vừa đọc xong, lập tức xung quanh Quân bị bao vây bởi một lớp hắc quang lập lòe như tấm lưới, không thể bước chân ra được. Đến bây giờ cậu mới nhận ra tên Gia Huy này đã bày trận trước ở trong bóng tối, chỉ chờ mình ngu ngơ bước vào rồi kích hoạt nó. Gia Huy thấy đối phương đã như chuột nằm trong rọ thì cười lớn. Lạc Quân, nếu mày có thể phá trận pháp của tao thì tao hứa sẽ đấu với mày một trận tử tế. Còn nếu không thì mày chết luôn ở trong này đi. Trận pháp lập tức được kích hoạt, xung quanh hắc quang bao phủ, cộng với những tia sét gia trì xuất hiện đánh vào Quân. Quân đứng im, khuôn mặt vẫn không động. Trận pháp này đối với những đối thủ trước đây cậu từng đối phó thì chẳng khác nào là một thứ đồ chơi. Tay phải nhẹ búng ra một linh phù xoay quanh đỉnh đầu của mình. Linh phù phát ra ánh sáng, tạo ra một lớp hộ pháp xung quanh Quân, ngăn chặn mấy cái thứ kia.
trận pháp càng ngày càng dồn dập hơn. Quân cẩn thận rút ra trong túi một linh phù nữa, miệng thì thầm đọc chú. Linh phù đã được pháp thuật kích hoạt bốc cháy lên, rồi trực tiếp hóa thành năm luồng ánh sáng khác màu, đánh vào năm hắc kỵ đang gia trì trận pháp kia. Sức mạnh kinh hoàng khiến cho năm hắc kỵ kia không chịu đựng được mà bị đánh thủng. Trận pháp của tên Gia Huy cũng biến mất đi. Quân đưa ánh mắt lạnh lùng, cầm kiếm trên tay mà nói: "Rốt cuộc chỉ có như vậy thôi sao?" Gia Huy khuôn mặt vẫn bình thản, cho dù trận pháp đã bị phá. Dường như hắn biết quân không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hắn quát tại: "Đặng quân, hôm nay một là mày chết, hai là tao chết. Đây cũng chỉ là khởi đầu thôi." Quân nhìn về hướng của Mén, rồi lại quay sang Gia Huy: "Thả Mén ra, tao với mày sẽ sinh tử." "Mày yên tâm, con nhỏ nó sẽ không bị té chết đâu. Đợi khi tao với mày quyết tử xong, thả nó ra cũng không muộn mà." Quân biết dù có nói thêm cũng vô dụng, tay cầm chắc kiếm, cậu đã quyết sinh tử rồi, một trong hai không chết thì thôi, sẵn tiện giải quyết luôn mối thù năm xưa. Tên Gia Huy này theo cái lão già kia cũng đã tự hại không biết bao nhiêu người ở Thất Sơn, hôm nay gặp ở đây, cậu cũng muốn diệt hắn luôn. Gia Huy chậm rãi rút trong ba lô ra một lá bùa vàng óng ánh, chói lóa cả một khoảng. Quân vừa trông thấy thì khuôn mặt biến sắc đi: "Trúc Thiên Sát Quỷ khí." Trúc Thiên Sát Quỷ, bảo khí có 102 trên nhân gian, thân dài 5 thước, 3 tấc 4 phân, gồm 18 khúc đoạn, mỗi tiết có 3 đạo phụ ấn, tổng cộng có đến 78 đạo phụ ấn. Tương truyền năm xưa Phù Đổng Thiên Vương dùng cây tre đánh thắng quân địch cho bay về trời, đồng thời cũng đánh rơi một nhánh tre xuống. Tình cờ có một vị pháp sư nhặt được, đem về tế luyện thành pháp khí. Nghìn năm không mục, tuy nó là nhánh tre, nhưng pháp sư đó vẫn đặt tên cho nó là Trúc Thiên Sát Quỷ khí. Thời gian dần trôi, pháp khí này cũng bị lạc mất, chỉ còn lưu lại trong sử sách mà thôi. Gia Huy cầm pháp khí trên tay, cười nhạt nói: "Tốt nhất mày nên đem ra Thiên Long kiếm, nếu không mày sẽ thua đó. Đừng có nhiều lời, lên đi." Không gian chợt trở nên im lặng, chỉ có những cơn gió thổi qua làm cho người ta cảm thấy lạnh người. Mén trên thềm sân thượng cũng nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm vào trận chiến, cầu mong Lăng Quân sẽ bình an. Gió từ đâu mang đến một chiếc lá khô, rồi nó bay lơ lửng trên không, từ từ chậm rãi rơi xuống đất. Như đọc được suy nghĩ của nhau, chiếc lá vừa chạm đất, cả hai đã lao vào nhau. Trên tay đều là thần khí chí bảo, một tiếng keng thật lớn, tốc độ cực nhanh. Những đường kiếm như vũ bảo được tung ra, ánh sáng vàng rực cùng với sát khí của Trúc Thiên cũng khiến cho Quân dè chừng. Nhưng trên tay cậu cũng là thần khí, cho nên cũng không đáng sợ là mấy. Quân sắp lại gần, vung kiếm lên, thanh kiếm phát ra lam quang, xung quanh là tầng tầng áp lực bốc lên dày đặc. Gia Huy cũng dường Trúc Thiên đánh đến, kim quang quấn quanh thần khí của hắn ta. Thần khí va vào nhau làm cho hư không cũng muốn vỡ nát. Quân xoay kiếm cắn đầu lưỡi, phun vào kiếm một ngụm máu, gia tăng linh lực cho thần khí. Hai người đánh nhau đến đầu tóc bù xù, bất phân thắng bại. Một lúc bị áp lực đẩy văng ra, Gia Huy chùi máu trên miệng, cười lạnh nói: "Tao không ngờ mày lại có thể ngang tu vi với tao. Là địa tiên sao?" "Mày cũng là địa tiên, đúng là tao không ngờ đến đó." Nói về địa tiên, cấp bậc còn vượt qua cả thiên sư, trăm năm mới có một người đạt được. Đạt đến trình độ này thì cũng được xem như là nửa tiên nửa người rồi, có thể sống đến trăm tuổi. Vậy mà bây giờ ở đây hai địa tiên lại chạm trán nhau, đúng là khung cảnh hiếm gặp nhất trong giới pháp thuật. Gia Huy đưa tay ra sau ba lô định xuất chiêu, Quân cũng làm động tác tương tự. Trong giây lát, cả hai đã rút ra linh phụ, liên tục phóng về phía đối phương với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vỏn vẹn vài giây mà hơn trăm linh phụ đã được kích hoạt đánh vào nhau, nổi khối đen mù mịt lên. Hết đấu kiếm rồi lại đấu pháp,
đúng là bất phân thắng bại. Gia Huy xé một linh phù ra thành hai nửa, kẹp vào tay cho quát lên: Thiên địa vô cực, lôi phù tru sắc, cấp tốc khiển linh. Hai linh phù lập tức bộc phát lôi điện quấn quanh, rồi tụ lại thành một quả cầu lôi to lớn, sát khí bao phủ xung quanh. Quân cũng nhanh chóng lấy linh phù ra kích hoạt ngũ đại phù hóa linh, sức mạnh cuồng bạo tung về phía đối phương. Hai chiêu chạm vào nhau tạo ra dư âm, khiến cho hai pháp sư văng cả ra, học cả máu mồm máu mũi. Nhưng phút chốc cả hai lại đứng lên, ánh mắt căm phẫn nhìn nhau. Đây không phải là trận chiến của riêng họ nữa, mà là thay cho đời trước trả đi món nợ cũ năm xưa. Pháp khí trên tay, cả hai lại quyết tử lao vào nhau. Tay phải đánh kiếm, tay trái tung ra pháp quyết, va chạm nhau không ngừng. Tại Thất Sơn, ở một khoảng rừng to lớn cạnh chân núi Cấm, một luồng yêu khí bốc lên nồng đậm, khiến cho bầu trời phút chốc đã đen kịt, không thấy ánh trăng. Bên dưới trong một hang đá, có 6 con đại yêu đang xoay quanh một thân ảnh mờ nhạt mà liên tục rót yêu khí vào. Sau một khoảng thời gian, bọn chúng đã tập hợp đầy đủ các yêu quái cổ đại, chỉ thiếu duy nhất Bạch Cúc Tinh, nhưng đó không còn là vấn đề nữa. Dựa vào linh lực của Thất Sơn đã đủ để bọn chúng thực hiện kế hoạch hồi sinh quỷ mẫu. Yêu nữ Xương Giang trên người khoác thanh y phục, khuôn mặt kiêu gợi, vừa trót yêu khí vừa nói: Đã một tháng rồi, tại sao quỷ mẫu lại chưa thể hồi sinh chứ? Bạch Kê Tinh bên cạnh cũng nhíu mày nói: Ta cũng chán cái cảnh phải ngồi một chỗ như vậy lắm rồi. Nữ tử khoác áo lông cừu kia khuôn mặt giận dữ: Các ngươi có thôi phàn nàn đi hay không? Quỷ mẫu bị đánh chỉ còn một tàn hồn, hồi sinh mất thời gian là đúng rồi. Thay vì nói nhiều thì cứ cố gắng lịch, đêm nay nhất định phải thành công. Tất cả liên tục trót yêu khí vào quỷ mẫu. Bọn chúng cũng muốn kế hoạch được thành công sớm, phục vụ của Vĩ Thiên Hồ, nên mới chịu hợp tác, chứ không thì còn lâu mới nghe lệnh. Bỗng nhiên lúc này thân hình quỷ mẫu có biến hóa, tầng tầng quỷ khí bốc lên dày đặc. Nó đang dần chuyển hóa yêu khí thành quỷ khí để phục hồi thân thể. Biết là mọi việc đã thành, cả đám yêu quái liền lùi ra cho quỷ mẫu tự mình biến hóa. Sau một tràng áp bức kinh khủng, thì dần dần quỷ mẫu đã trở về với chính mình với toàn bộ tu vi. Quỷ mẫu một lần nữa được hoàn dương. Thân hình của ả ta trắng tinh bay phiêu phụ trong không trung, mở cặp mắt xanh lam sáng trực của mình ra nhìn xung quanh, miệng nhếch lên một nụ cười. Ta đã phục sinh, thực sự được sống lại rồi. Nữ tử khoác áo lông cừu bước lên, nhìn quỷ mẫu một lúc rồi nói: Ngươi không quên những gì đã hứa chứ? Làm sao ta quên được. Được rồi, vậy thì làm đi. Cả đám đại yêu cùng quỷ mẫu bay ra khỏi hang động. Quỷ mẫu bay lên không trung, nhắm mắt cảm nhận. Từng tia quỷ khí cứ như vậy mà bao trùm cả một vùng. Dường như ả ta cảm nhận được gì đó, liền mở trừng mắt ra. Ta cảm nhận được yêu vương rồi, đi thôi. Lời nói của quỷ mẫu khiến cho đám đại yêu cũng được một phen vui mừng. Cuối cùng sau bao cố gắng cũng tìm được yêu vương, nhanh chóng cùng quỷ mẫu bay tới tiền thân kiếp này của yêu vương Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bên dưới nắp sau một gốc cây có một tên pháp sư đang nhìn theo. Hắn được lệnh của thất phái sai đi điều tra về yêu vương và đám đại yêu ma này. Hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó: Sư phụ à, bọn chúng hành động rồi, phải nhanh lên thôi. Lại nói Trần Vi, nữ đệ tử duy nhất của Lăng Quân, lúc này đang đi lanh quanh trong nhà, trên tay ẵm con heo đen trước mặt. Cô nhìn nó thở dài: Cái con heo ngu này, rốt cuộc mày từ đâu đến hả? Sao mày mập vậy? Con heo được đeo vàng tới nỗi không thể nhúc nhích,
cứ thở phì phò, khuôn mặt cứ ngu ngơ nhìn chăm chăm vào người đang bế mình. Bản thân Vi luôn thắc mắc, không biết con heo này có phải là tà vật hay không mà lại hiền đến như vậy. Nhưng càng nhìn thì thấy khuôn mặt của nó rất ngu, chẳng khác nào mấy con heo bình thường cả. Bỗng nhiên như cảm nhận được gì đó, da lông của nó dựng ngược lên, cặp mắt đỏ ngầu nhảy ra khỏi người Vi, rồi tung cửa chạy ra khỏi nhà. Vi hốt hoảng, vì từ trước tới giờ nó chưa từng có biểu hiện lạ như vậy, cũng lật đật chạy theo. Cứ thế mà Vi rượt theo nó, đến một con đường vắng vẻ, nó đứng lại nhìn lên không trung. Vi lúc này cũng vừa chạy tới, thở hồng hộc nói: "Trời, mày chạy tới đây làm gì? Đi về tao đi, con heo ngu ngốc này." Con heo vẫn nhìn lên cao, như không hề nghe lời cô nói. Vi bực bội tiến lại nắm nó lên, miệng chửi: "Bữa nay dám cãi lời tao hả? Có tin tao đây mày." Chưa kịp dứt câu thì trên hư không xung quanh Vi đã xuất hiện 6 thân ảnh lập lòe, bốc lên yêu khí dày đặc. Bọn chúng chính là lũ đại yêu kia. Và tại sao chúng lại xuất hiện tại đây? Chỉ có một lý giải duy nhất: chúng đến tìm yêu vương. Và rất có thể Vi chính là tiền thân của cửu vĩ thiên hồ. Tất cả những điều này cô đều không biết gì cả. Cảm thấy yêu khí của bọn này quá lớn, bèn sợ hãi nhìn xung quanh. Các người là ai? Nữ tử mặc áo lông cừu nhìn Vi, rồi lại quay sang quỷ mẫu: "Có đúng con nhóc này là yêu vương hay không?" "Chắc chắn mà. Trong người nó có yêu khí của yêu vương, không thể sai được." Vi nghe bọn này nói cái gì cũng không hiểu, định quay lưng bỏ chạy thì bị một lão già chặn lại. "Yêu vương, ngươi định đi đâu vậy? Về với chúng ta đi." Các người nói cái quái gì? Tao không biết gì hết." Bạch Kỳ Tinh cũng bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô. "Ủa, bộ cô không nhớ gì sao?" Vì hốt hoảng lùi lại. Lần này cô thấy sợ thật sự. Chưa bao giờ có một cảm giác sợ hãi đến như vậy. Một lần nữa cô định chạy đi thì bất giác bị một thứ gì đó chui vào người, khiến cô cảm thấy đầu óc choáng váng, ngã xuống đất bất tỉnh đi. Nữ tử kia lạnh giọng quay sang đám đại yêu: "Các ngươi mang yêu vương về Thất Sơn, lợi dụng linh khí cùng với sức mạnh của các ngươi truyền cho người. Làm như vậy, linh thức của người dù ở đâu cũng sẽ tự động quay về. Người sẽ một lần nữa tái xuất dẫn dắt chúng ta." Cả đám không trái lời, lập tức đem bế Vi trên vai. Con heo từ khi nào đã chui tọt vào áo của cô mà không ai hay biết. Dường như nó có thể giấu đi ký tức của bản thân. Đám yêu tinh chuẩn bị bay đi thì một thân ảnh từ đâu lù lù xuất hiện, chặn đường bọn chúng. "Các người muốn mang người đi, đã hỏi ý tử văn này chưa?" Đám đại yêu cau mày, một lúc lại thẳng thốt lên. Bởi vì bọn chúng cảm nhận được người này có sức mạnh của một âm thần. Không lẽ nào âm ty đã biết được kế hoạch của bọn chúng mới sai người đến để ngăn chặn hay sao? Nam tử trường bào màu đen im lặng nãy giờ, bây giờ cũng lên tiếng: "Người đến đây một mình sao?" "Đúng vậy thì sao?" Bộ dáng của Tử Văn cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng trả lời. Dù một đám đại yêu với sức mạnh cường đại đang ở trước mặt cũng không hề mảy may sợ hãi. Nam tử nghe vậy thì cười nhạt: "Các ngươi đem yêu vương về Thất Sơn, mọi việc ở đây để bọn ta xử lý." Đám yêu tinh nhận lệnh liền phóng đi nhanh chóng. Đêm nay là ngày rằm, cũng là ngày thích hợp nhất cho yêu vương tái thế với toàn bộ tu vi. Bởi vậy bọn chúng mới phải gấp gáp như vậy. Tử Văn định ngăn cản nhưng đã bị đám nam tử kia chặn đầu, đánh ra một làn hắc khí đậm đặc từ phía hướng Tử Văn. Hắn nhanh chóng vận khí đáp trả. Chưa kịp định thần thì ở sau lưng nữ tử kia đã xuất hiện, định đập vào lưng hắn. Tử Văn vận hết tu vi tạo ra kết giới bảo hộ, nhưng vẫn bị đánh cho văng ra. Khuôn mặt giận dữ nhìn hai con yêu quái kia: "Các người lại, tại sao lại cho rằng cô gái kia là cửu vĩ thiên hồ chứ?"
Quỷ mẫu. Ừ, cái gì? Tử Văn hiển nhiên là biết quỷ mẫu. Ở dưới quỷ vực nghìn năm trước cũng có một địa điểm mà quỷ mẫu thống trị. Nó có sức mạnh rất lớn, giác quan nhạy bén, có thể cảm nhận được mọi yêu ma quỷ quái, kể cả tà linh ở khoảng cách cực xa. Thậm chí khả năng thông linh của nó có thể nói là mạnh nhất cả âm ty. Ngươi không tin sao? Nhìn lại xem. Nữ tử ngước mặt lên nhìn, Tử Văn cũng nhìn theo. Ánh trắng lập lòe dưới ánh trăng, hiện ra một thân ảnh nữ đang từ từ bay xuống. Nó không phải ai khác, chính là quỷ mẫu. Tử Văn trông thấy một màn này thì cả kinh. Không phải quỷ mẫu đã bị diệt hay sao? Sao bây giờ có thể hoàn dương rồi? Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy quanh đầu hắn. Nam tử kia thấy khuôn mặt của hắn cũng hiểu được, liền lên tiếng. Bọn ta không muốn đắc tội dâm ti quá sớm, nên không muốn giết người. Cút đi. Tử Văn bây giờ mới trấn tĩnh lại được. Nghe tên kia nói vậy cũng cười nhếch môi. Dạo gần đây nhờ vào linh thức của cửu vĩ, Tử Văn đã khôi phục được hoàn toàn sức mạnh của mình, nên bây giờ dù có đánh hắn cũng đâu có sợ. Các ngươi muốn tìm linh thức của cửu vĩ hồ thì nằm mơ đi. Nó đang ở trong tay ta đây. Người nói láo. Ta không hề nói láo. Nó ở đây nè. Tử Văn lấy ra trong người một thứ đang lập lòe phát sáng. Cả đám liền cảm nhận được thứ này là cái gì. Cặp mắt bọn chúng hiện lên một tia sát ý. Quỷ mẫu cất giọng. Đưa nó cho bọn ta, ngươi sẽ được đi. Các ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao? Còn lâu mới đưa cho các ngươi đó. Nữ tử nổi giận gằn lên. Vậy thì cho dù ngươi có là âm thần thì hôm nay cũng phải chết thôi. Tử Văn chậm rãi nở một nụ cười, khoát tay nhìn hai con đại yêu. Hai ngươi đừng nghĩ giấu được yêu khí thì ta không biết hai ngươi là Bạch Xà Tinh và Hắc Xà Tinh. Các ngươi chí ít phải tồn tại trên 4.000 năm rồi, có đúng không? Nhưng mà ta nghĩ cũng lạ, chừng ấy năm các ngươi lẽ ra phải hóa trọng rồi chứ, sao bây giờ lại yếu ớt như vậy hả? Như bị chạm vào nỗi đau chôn giấu bấy lâu, hai con đại yêu liền bùng nổ yêu khí lan tỏa ra khắp nơi. Bọn chúng tuy chỉ là xà tinh, nhưng sức mạnh thì so với bây giờ cũng đã rất cường hãn rồi. Âm thần bình thường cũng chưa chắc dám đánh trực diện với chúng. Người nói hơi nhiều rồi đó, chết đi. Dám sỉ nhục bọn ta sao? Chó là muốn chết mà. Tử Văn thấy chúng có ý định tấn công, liền nhanh chóng một tay vận khí, mở ra một lỗ hổng, rồi trực tiếp chui vào quỷ vực. Hai đại yêu cùng quỷ mẫu cũng lập tức vào theo. Tử Văn làm như vậy là để chọc tức bọn chúng, rồi lừa chúng đến quỷ vực. Hắn sẽ nhờ sư tỷ của mình ra tay yểm trợ, cho bọn chúng một đi không trở lại. Bọn chúng cũng đang rất giận dữ, nên hầu như không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn giết đối phương, tranh giành lại linh thức của yêu vương. Và tất cả những điều này quân không hề hay biết, vẫn tập trung cho trận ác chiến của mình. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai vẫn bất phân thắng bại. Quân thật không ngờ tên Gia Huy kia lại mạnh đến như vậy. Bao năm qua có lẽ hắn đã cố gắng thật nhiều. Người ta nói đúng, nuôi căm thù có thể khiến cho một con người có thể trở nên mạnh mẽ lên theo thời gian. Gia Huy đứng đối diện, tay cầm trúc thiên sát quỷ khí, thở lên hồng hộc. Vết thương trên người cũng đang liên tục tuôn máu ra. Tao không ngờ bao năm điên cuồng học pháp của tao vẫn không thể đánh bại được mày. Quân lúc bấy giờ tình trạng cũng không thua kém gì Gia Huy, vừa thở vừa nói. Mày cũng không tệ đâu. Nếu mày không theo tà đạo, có lẽ tương lai mày sẽ sáng rỡ đó. Có khi may mắn là có thêm được nhiều bạn bè bên cạnh. Nhưng nhìn lại, mày chắc không quay đầu được nữa rồi. Theo chính đạo thì có cái mẹ gì hay. Như tao đây, luyện pháp mới có thể tăng tu vi được. Tao đã sinh tử rất nhiều
tưởng chừng như chết đi rồi. Chẳng hạn như năm xưa, tao khó khăn đá xe đi từ thành phố Sài Gòn ra tận Hà Nội, rồi lại vượt biên sang Trung Quốc. Tao phải ăn xin, uống nước dơ để sống qua ngày. Nhưng may mắn, tao gặp một người pháp sư Trung Quốc. Hắn thấy tao có tiềm năng liền nhận làm đệ tử. Hơn 9 năm học pháp, tao chính thức vượt qua lão già đó. Nhưng mà một ngày đẹp trời, tao nhận ra lão âm mưu luyện tà thuật để cướp xác của tao. Và lúc đó, tao đã một dao giết chết lão. Đúng là không có ai tốt lành trên đời này cả. Từ đó tao nhận ra, không nên tin tưởng bất kỳ ai. Giết người dạy dỗ mình mà mày tự hào như vậy hay sao? Gia Huy nghe tới đây cứ như là đang nghe truyện hài, liền cười lên thật to. Đến khi cười cho đã đợi, hắn mới trầm mặt nói: Không chỉ lão ta, tao còn muốn giết rất nhiều đứa nữa kìa. Và mày là kẻ tao muốn giết đầu tiên. Hắn không muốn nói nhiều nữa, cảm thấy đã đủ, liền đưa tay bắt ấn. Xung quanh thân thể bộc phát ra từng luồng khói đen, rồi dần hợp lại ngay trên đầu của hắn, hiện ra một đại ấn thật to. Chết đi! Hắn điều khiển đại ấn đập về hướng của Lăng Quân. Thế vậy, Quân vận cương khí vào tay, vẽ lên hư không một chữ sát thật lớn, rồi quát lên. Chữ sát lập tức va chạm vào đại ấn kia. Đùng một tiếng, âm thanh nổ tung chấn động. Nhân thời cơ này, Gia Huy kéo một hồn của mình ra, lẻn ra đằng sau nhằm đánh lén Quân. Quân không hay biết gì nên bị thần hồn kia chui từ dưới đất lên, đánh thẳng vào lưng đến rách toát ra, máu phúng ra khắp mặt đất. Quân khuỵu xuống, thần hồn kia định một lần nữa đánh cậu, thì cậu đã nhanh chóng xoay người chém về phía nó. Một nửa hồn bị chém bay đi mất, nửa hồn còn lại sợ hãi chui ngược trở về thân thể của Gia Huy. Hắn ta bị tổn thương hồn phách cũng ngã xuống. So với tổn thương thân thể của Quân thì còn đau đớn hơn nhiều. Cảm thấy khóe miệng có vị ngọt, Gia Huy phun máu ra. Đáng ghét, biết vậy không hàm đánh hắn thêm một nhát rồi, tức chết mà. Quân đau đớn bởi vết thương trên lưng, cũng lồm cồm ngồi dậy. Thằng chó giống chơi xấu. Để đánh bại mày, chơi xấu tao cũng làm. Dứt câu, Gia Huy xếp bằng lại, nhắm mắt. Quân cũng biết hắn đang làm gì, cũng thực hiện theo. Cả hai nhắm mắt lại. Một lúc mồ hôi tuôn ra như tắm. Bọn họ dường như đang dùng thần thức mà đánh nhau. Chỉ có địa tiên mới có thể làm được như vậy. Gia Huy trụ được một lúc thì bỗng nhiên hộc máu, ngã ngửa về phía sau, thân thể run rẩy không đứng dậy được. Quân bên kia cũng mở mắt ra, sắc diện nhợt nhạt, nhưng so với đối phương thì tốt hơn. Thần thức của mày sao lại mạnh đến như vậy? Quân chỉ đáp gọn lọn: Vì tao là thiên tài. Vừa nói, cậu vừa cầm kiếm khó khăn bước tới chỗ Gia Huy. Ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Gia Huy, mày thua rồi. Hắn ta đã hoàn toàn bất lực nằm đó. Hắn thật sự thất bại dưới tay của Lăng Quân. Bao nhiêu năm cực khổ luyện pháp, tưởng rằng sẽ đủ sức để đánh bại cậu. Nhưng có lẽ hắn đã sai. Cho dù có như thế nào, hắn vẫn mãi mãi không bao giờ có thể đuổi kịp được đối phương. Trong lòng không cam tâm thất bại, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được nữa. Ngay cả đứng cũng không vững nữa mà. Quân lạnh lùng cầm kiếm giơ lên cao, mũi kiếm chĩa xuống hướng cổ của hắn. Đền tội cho những gì năm xưa mày đã làm đi. Bao nhiêu người phải chịu cảnh tang ly vì thầy trò của mày. Tao không bao giờ tha thứ. Đối với Quân, cho dù có qua bao nhiêu năm đi nữa, cậu vẫn không bao giờ quên nhiều thảm án năm xưa do thầy trò nó gây ra. Chứ đừng nói là hai thầy trò nó đã một tay giết chết cha mẹ của Miến. Nghĩ tới điều đó, Quân lại càng quyết tâm hơn, phải giết thằng này cho bằng được. Định ra tay thì Miến bên kia hét lớn: Anh Quân à, dừng lại đi. Em nói gì? Nó giết gia đình em đó, khiến cho em trở thành cô nhi. Anh phải giết nó báo thù cho em.
đã qua rồi mà anh. Anh đừng làm như vậy nữa. Em không muốn anh vì em mà trở thành kẻ giết người đâu. Anh mấy năm qua luôn tìm kiếm nó, mục đích cuối cùng chỉ vì điều này. Cho dù có bị đẩy xuống địa ngục, anh vẫn sẽ làm. Mén biết dù có nói tiếp đi nữa thì Quân cũng không nghe, liền cắn môi hăm dọa. Nếu mà anh giết người, em nhảy xuống cho anh coi. Một chân cô đưa ra, chân còn lại hỏng trong một tí nữa thôi thì Mén sẽ lập tức rơi xuống ngay. Quân thu kiếm lại, chạy ngay tới đỡ lấy Mén. Phút chốc đã nắm được cô. Em làm cái gì? Em không muốn anh giết người vì em. Như vậy thì sau này em sống như thế nào đây? Dù sao thì mọi chuyện cũng trôi qua lâu rồi, em quên mất rồi. Anh nghe thêm, được chứ? Anh hứa sẽ không giết hắn. Anh nói thật chứ? Được rồi, đừng nói được. Anh giúp em cởi trói. Quân chậm rãi tháo dây trói của cô, đem cô xuống khỏi nơi nguy hiểm này. Sau khi được giải cứu, Mén không dám nhìn thẳng vào mắt Quân, lặng lẽ nói: em xin lỗi anh. Tại sao lại xin lỗi anh? Đáng lẽ em không nên giận dỗi anh. Từ lúc nãy tới giờ em đã thông suốt rồi, tình cảm không thể cưỡng cầu được. Huống chi em lại cố chấp yêu anh, em thật sự hối hận. Quân chậm rãi lau đi những giọt nước mắt cho cô. Không sao, người có lỗi là anh mà. Chỉ cần em hiểu cho anh là được rồi. Hai người không để ý rằng phía sau tên Gia Huy kia đang cố gắng lấy trong túi ra thứ gì đó. Hắn vẫn không cam tâm bị thua cuộc, cầm trên tay một linh phù màu đen, cũng thuộc dạng mạnh nhất của hắn rồi. Chỉ khi nào cấp bách hắn mới dùng đến mà thôi. Và đây là cơ hội của hắn. Hắn lập tức bắt quyết, kẹp linh phù vào tay. Hắc đao phù thiên chú, trù sát nhân. Nói xong, hắn phóng linh phù xé gió bay về hướng Quân. Trên không, linh phù cháy ra thành từng mảnh, rồi hóa thành một thanh đao đen bóng, mang theo một luồng hắc khí vô cùng cường đại, đánh về phía Quân. Một khi bị đâm trúng, cho dù là địa tiên cũng không thể thoát khỏi cảnh hồn siêu phách lạc. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Quân không cảm nhận được nguy hiểm sau lưng, cho đến khi Mén phát hiện ra, đẩy cậu sang một bên. Thanh đao hắc khí cứ vậy mà trực tiếp đâm xuyên qua người Mén, trước sự chứng kiến của Quân và sự ngạc nhiên tột độ của tên Gia Huy kia. Không thể nào, con nhỏ phá đám khung kiếp. Quân ngồi dưới đất, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi kịp nhận ra thì Mén đã bị đâm xuyên qua người. Nó không chỉ tổn thương thân thể mà còn phá nát cả hồn phách đi. Khi đã thành công giết người, thanh hắc đao kia liền tan biến, chỉ còn lại Mén với vết thương trên người. Cô liên tục tuôn ra máu tươi rồi ngã xuống đất. Quân lập tức chạy tới ôm lấy cô gái xấu số ấy vào lòng, cố lấy tay chặn máu, nhưng nó vẫn cứ liên tục tuôn ra. Mén ơi, tại sao vậy? Tại sao em lại làm như vậy hả? Em... Thôi được rồi, đừng nói nữa. Anh sẽ cứu em bằng mọi giá, cứ nằm im đi. Mén nắm lấy bàn tay Quân, đôi tay cô ta đầy máu, gắn gượng thốt ra từng chữ. Em đã hy sinh vì anh được rồi. Em vui lắm. Đã kêu đừng có đói nữa mà, anh sẽ cứu em mà. Quân à, không kịp nữa đâu. Quân cẩn thận đưa tay lên kiểm tra vết thương cho Mén. Vết đâm kia quá sâu, thậm chí gần như đã xuyên qua người. Máu cứ dậy chảy ra liên tục, đến nỗi loang lổ khắp người Quân. Trong lòng cậu lúc này đau xót đến cực độ, ánh mắt hằn lên những tia đỏ. Nè, em cố gắng lên, anh không để cho em chết đâu. Mén cố đưa tay lên sờ vào mặt Quân. Kiếp này em rất vui, chỉ được gặp anh. Em cũng không còn gì để dương dấn nữa. Em thấy quá đủ rồi. Không được mà, đừng có nói nữa. Anh là pháp sư, anh sẽ cứu sống được em mà. Anh
đừng có cố chấp vậy. Em bây giờ chỉ muốn anh trả lời em một câu hỏi thôi, được không? Quân nước mắt đã chảy ra đầy trên mặt, liên tục gật đầu. Mén cố gắng hít một hơi rồi nói: từ trước tới nay anh có tình cảm với em hay không? Dù chỉ là một chút thôi. Quân cắn răng, tâm trạng rối bời, nặng nề nói: anh có, chỉ là anh. Có câu nói này của anh em mãn nguyện rồi, là Quân à. Nói chưa thành câu, mén đột ngột nấc lên một tiếng, bàn tay cũng run rẩy, chậm rãi phủ xuống. Mất quá nhiều máu cho nên mén đã không trụ được nữa, cứ vậy mà chết đi. Khuôn mặt dần chuyển sang trắng bệch. Quân vẫn còn đang ngơ ngác, không tin mén đã chết, đôi tay cố chạm vào người cô. Mén à, tỉnh lại đi em, đừng có giỡn với anh mà. Anh hứa nếu em sống lại anh sẽ cưới em mà. Mén à, đừng có như vậy. Đáp trả Quân chỉ là một sự im lặng của mén. Cuộc đời cô gái vốn cực khổ từ nhỏ, cha mẹ thì bị hại chết, một mình phải tự bươn chải lo cho cuộc sống, không oán hận, không trách cứ ai dù chỉ là nửa câu. Vì cái tánh nết hiền lành của cô mà ông Năm và Quân rất mến. Lúc còn ở quê có cái gì ngon, mén cũng đem cho ông Năm. Quân cũng từ đó mà xem mén như người thân trong nhà. Thật không ngờ bây giờ cô lại nằm đây, lại còn chết ở ngay trước mặt Quân. Vì cậu mà chết, hồn siêu phách tán, cậu cũng không thể làm gì. Tiếc là tình cảm của mén lúc chết đi mới được người kia đón nhận. Có phải quá trễ rồi đúng không? Có thể ai đó sẽ nói mén làm điều này là ngu ngốc, là vô nghĩa. Nhưng bởi đó là tình yêu chân thành, cho nên bằng một cách nào đó, mọi điều sẽ trở nên luôn là đúng. Quân đau khổ, cố gắng duy trì mạng sống cho mén bằng cách lấy ra một xấp định hồn phù, liên tục dán vào trán cô trong vô vọng. Lá nào không thành công, cậu lại trung trung xé đi, rồi tiếp tục dán lá khác trong vô thức. Đừng mà, em đừng chết mén, sống lại đi mà. Quân cứ như vậy cho tới khi trong tay không còn một lá phù nào. Bây giờ cậu mới nhận ra hồn phách của mén đã bị cắt nát đi rồi, không thể cứu được. Cậu trung trảy ôm mén vào lòng, hối hận cũng đã trễ. Cậu khóc lên như một đứa con nít. Bản thân luôn tự hỏi tại sao người nào có tình cảm với mình đều phải gặp nguy hiểm như vậy. An Thư rồi đến mén nè. Không lẽ cậu thực sự bất tài tới nỗi không thể bảo vệ được ai hay sao? Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, bất giác cơ thể của Quân như đang sục sôi thứ gì đó. Trán cậu lóe lên một đạo quang vàng chói, rồi lan tỏa ra xung quanh, rồi lại bị cậu hấp thụ vào bên trong. Ở bên kia, Gia Huy cũng đã hồi phục lại được thần thức, chậm rãi đứng lên, tay cầm trúc thiên, ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương. Cuối cùng cũng đứng dậy được. Lần này mày không thoát khỏi tao được nữa đâu. Hắn cầm trúc thiên lao lên, đánh vào gáy của Quân. Tưởng rằng cậu không hay biết, nhưng không, cậu xoay người nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, tay búng ra một đạo thiên phù. Thiên linh sát nhân phù. Nói về thiên linh đại đạo phù thì đa số không thể tấn công con người được, chỉ có duy nhất linh phù này là ngoại lệ. Lập tức linh phù phát ra những ánh kim sáng trực, xoay quanh người Gia Huy, khiến cho hắn ta không thể cử động được. Những ánh kim từ từ chui tọt vào thân thể của hắn, cơn đau tê dại khắp người bộc phát ra như hàng ngàn mũi kim đang châm vào người. Hắn đau đớn, ánh mắt sợ hãi lắm. Không thể nào, Địa Tiên sao lại có sức mạnh như vậy được? Mà giấu thực lực sao? Quân cẩn thận đặt mén nằm xuống rồi đứng dậy. Mày không có tư cách hỏi tao bất cứ thứ gì nữa đâu. Dám động tới người tao yêu thương,
hôm nay tao bắt mày trả đủ. Từng ánh kim điên cuồng đâm qua người hắn ngày càng hung bạo hơn. Nó không gây chảy máu, nhưng mà gây tổn thương hồn phách rất trầm trọng, còn đau đớn hơn bị tra tấn gấp ngàn lần. Được một lúc, phù chú hết tác dụng đi, hắn ngã xuống, đầu tóc bù xù nằm sấp dưới đất, đưa con mắt nặng nề nhìn Quân. Con mẹ mày, sao không giết tao luôn đi? Giết mày thì dễ quá rồi. Tao vừa phế bỏ tu vi của mày đó, bộ mày không biết hay sao? Cái gì? Tu vi địa tiên của tao? Con mẹ mày, tao giết mày! Gia Huy vô cùng nổi giận, đến nỗi gân xanh nổi đầy trên mặt. Tu vi mà hắn đã khổ công tu luyện biết bao nhiêu lâu, không dễ gì đạt được đến địa tiên. Chỉ còn vài bước nữa thôi, hắn sẽ trở thành người mạnh nhất pháp thuật giới. Vậy mà lại bị tên Lăng Quân này phế đi. Hắn uất ức, nhưng thân thể lúc này không thể cử động được, dù chỉ là một cái phất tay. Quân đứng đối diện với hắn mà nói: mày muốn gặp lại sư phụ của mày có phải không? Để tao giúp mày thoại nguyện. Mày định làm gì? Quân không nói gì hết, chậm rãi bước đến một khoảng trống, lấy bút chu sa vẽ ra một vòng tròn, rồi chậm rãi ghi tên họ cùng ngày sinh của lão già chết tiệt kia. Lăng Quân định sẽ lôi hồn tên sư phụ kia của Gia Huy từ dưới địa ngục lên để nói chuyện. Hắn làm ác như vậy, chắc chắn vẫn còn thụ hình ở dưới đó. Lại nói việc Quân định làm ra là trái với thiên đạo, có khi còn bị âm ti truy giết, vạn kiếp đày xuống ngục. Bởi vậy mà tên Gia Huy kia chưa bao giờ dám làm điều này cả. Thấy Quân định triệu hồn, cũng gắng gượng nói: tao không tin là mày sẽ dám đâu. Trên đời này chưa có chuyện gì mà Lý Lăng Quân này không dám làm hết. Cậu không nói hai lời, lập tức đưa tay lên niệm chú. Câu chú vang vọng thấm thoát như từ cõi u minh nào đó vọng về, nhưng tràn đầy xâm nghiêm. Lão Quang Sáng, hồn phách ở đâu? Cấp tốc hiện linh, nhanh đến đây. Quân dậm chân, kêu to vài tiếng. Gió lúc này thổi lên ào ạt, vòng tròn chu sa phát sáng lên. Trong vòng tròn xuất hiện một thứ gì đó đen đen, rồi tụ lại thành hình một lão già, khuôn mặt nhớt nhát, đầu tóc bù xù, máu me chảy đầy mặt, trên người bị trói chặt bởi những sợi xích. Lão nhìn xung quanh, khẽ lắp bắp nói: Là ai đã gọi tao lên vậy? Bằng cách nào mà có thể... Gia Huy thấy sư phụ của mình cũng được một phen kiếp vía, không thể tin được thằng Quân này đã dám liều như vậy. Nhưng mà không kìm lòng được, hắn vẫn gắng gượng gạo lên: Sư phụ! Lão Sáng thấy ngay trước mắt là một người đang nằm sấp, nghe hắn gọi mình là sư phụ cũng có chút giật mình, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra đó là Gia Huy. Đệ tử của ta, ta không ngờ con lại còn sống đến tận bây giờ. Con là người triệu hồn ta lên có phải không? Là tao triệu hồn mày lên đó. Quay qua nhìn, lão cũng nhận ra ngay hắn là ai, liền sợ hãi không thôi, ánh mắt phức tạp. Mày là cháu của thằng già năm đó, đáng ghét mà. Mày triệu hồi tao lên để làm gì chứ? Mày không nhớ những gì mày đã gây ra ở Tất Sơn hay sao? Nhắc lại chuyện này, lão lại càng không hối hận. Nếu lúc đó không bị phá đám thì lão đã có thể trở thành thần thánh rồi, đâu phải bị lão già năm kia bắt xuống địa ngục cho chịu đọa đày như ngày hôm nay. Mày nhắc chuyện đó để làm gì? Nếu không phải bị phá đám, tao đâu phải chịu thiệt như bây giờ. Không lẽ mày gọi tao lên chỉ để hỏi như vậy thôi hay sao? Quân lạnh lùng rút tuyệt tình kiếm ra, rồi hướng đến lão ta. Tao thấy mày bị hành hình cực khổ quá, nên giúp mày giải thoát đó mà. Yên tâm, chỉ một đau thôi, mày sẽ tan phách ngay,
sau đó ta sẽ dùng thiên linh phù hấp thu hồn phách của mày, rồi đẩy mày xuống tận đáy của vô cực địa ngục, hằng ngày phải chịu băng hình hỏa thiêu, vạn kiếp bất phục. Lão Sáng nghe đến đây thì sợ hãi cực kỳ. Tận sâu của vô cực địa ngục chính là tận cùng của khổ đau, không ai có thể đến được đó. Nơi đó giam cầm những người cùng hung cực ác. Một khi đã bị pháp sư hay diêm vương đày vào thì mãi mãi không có đường ra. Hiện tại lão ta đang ở tầng thứ 10 của địa ngục, hằng ngày cũng phải chịu hình, nhưng rồi vẫn sẽ có cơ hội được đầu thai. Còn bây giờ nếu bị đẩy vào vô cực địa ngục thì mãi mãi không có cơ hội gì. Không, nếu mày tự ý làm điều này, mày sẽ thành tội đồ. Mày nên biết phải có lệnh của Diêm Vương mới được đẩy tao vào đó. Mày sẽ không dám đâu. Gia Huy bên kia nhìn Quân mà nói: Mày sai rồi Lăng Quân à. Làm như vậy là tự mình dồn mình vào con đường chết thôi. Quân ánh mắt sắc lạnh, không một tia sợ hãi nào, nhìn lão Sáng rồi lại quay sang tên Gia Huy: Để thử coi tao có dám hay không. Mở con mắt của mày ra, mà nhìn tao đem lão sư phụ của mày đọa đày như thế nào, cho mày biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Gia Huy vốn rất có tình cảm với sư phụ mình. Ông ta nuôi hắn từ nhỏ, dạy hắn pháp thuật. Đối với hắn thì ông ta chẳng khác nào cha ruột hết. Nghe Quân nói vậy, hắn cũng bất giác sợ hãi. Bây giờ hắn mới biết là Quân không hề nói chơi. Hắn lập tức khóc lóc cầu xin: Tao xin mày, đừng hành hạ sư phụ tao như vậy mà. Mày có thể làm với tao đi, tao chấp nhận hết. Quân không thèm bận tâm tới hắn, nhưng khi nghe vậy cũng liếc sang nhìn. Từ từ rồi cũng tới lượt mày thôi. Tao muốn mày chứng kiến cảnh sư phụ mày đau đớn, như cách mà chúng mày đã hạ sát bao nhiêu người đó, và trong đó có cả người thân của tao. Không, không mà. Lão Sáng nhìn thanh kiếm sáng loáng kia cũng sợ hãi đến nỗi run rẩy. Mày sẽ không dám đâu, không dám đâu. Không ai có thể cứu mày được. Tao thay ông nội tao giết mày. Ngay lúc này, ở gần đó bỗng nhiên xuất hiện hai lỗ hổng đen to lớn, trong đó chui ra hai người, khuôn mặt đen, trên người mặc trường bào. Bọn họ là Âm Sai. Trên tay ai cũng có một sợi dây câu hồn. Khuôn mặt giận dữ: Đáng ghét mà, tên pháp sư nào dám câu hồn tù nhân linh trong khi đang thọ phạt chứ? Mấy trăm năm nay chưa có ai dám làm điều này, cho dù là thiên sư cũng phải nể mặt mũi Âm Ti một chút chứ. Các vị Âm Sai này đến từ địa ngục, trong lúc đang hành hình thì bất giác vong hồn của tù nhân kia biến mất. Nhìn lại thì mới phát hiện ra là bị pháp sư nhân gian gọi lên. Vì vậy họ mới nổi giận, trực tiếp tìm đến đây để xem ai to gan như vậy. Thấy ở phía trước có một sân thượng mười mấy tầng, vị Âm Sai trầm mặt: Hắn ở trên đó, chúng ta đến xem hắn là ai mà lại to gan như vậy. Âm Sai kia cũng gật đầu. Cả hai chuẩn bị bay đi thì một giọng nói từ đằng sau cất lên: Khoan đã, mọi việc cứ để chủ nhân của ta lo, các ngươi về đi. Hai Âm Sai quay lại thì phát hiện ra trước mặt mình là một cái kiệu đỏ. Xung quanh có bốn tên mặc y phục đen đang gánh kiệu bay lơ lửng trên không. Trên đầu kiệu có một thân con nít nhỏ nhắn, tóc búi như na tra, trên tay còn cầm theo một cái chuông. Hai quỷ sai thấy nó liền lên tiếng đáp ngay: Người lại mà lại dám cản đường Âm Sai bọn ta? Đồng tử kia cười nói: Các ngươi không cần biết đâu, chuyện này để cho chủ nhân của ta xử lý. Dựa vào hai ngươi không đánh lại tên pháp sư kia đâu. Người nói gì? Hắn dám đánh bọn ta sao? Dù là thiên sư bọn ta cũng không sợ. Đồng tử kia buốt cằm rồi liếc mắt hai Âm Sai, giọng khinh bỉ:
Ta nói các ngươi đừng có hết hồn. Tên pháp sư đó không phải là thiên sư, mà là linh tiên đó. Hai quỷ sai nghe vậy thì nhìn nhau. Trên nhân gian làm gì còn pháp sư nào đạt tới trình độ linh tiên được chứ, trừ mấy lão già của thất phái đất Nam. Nhưng mà theo cảm nhận của họ, tên này còn rất trẻ. Không thể có chuyện đó được. Làm gì có ai trẻ tuổi như hắn mà đạt được bài vị linh tiên. Không thể nào đâu. Đúng đó, tên nhóc người đừng có ở đây mà xáo biển. Đồng tử trên kiệu biết có nói nữa thì bọn chúng cũng cố cãi mà thôi, liền đổi chủ đề. Các ngươi không biết chủ nhân của ta hay sao? Ngồi trong kiệu như vậy thì ai mà thấy. Có giỏi thì lộ mặt ra đi. Bất giác âm sai còn lại như nhớ ra cái gì đó, bèn bổ vai hắn mà thì thầm. Ta nhớ ra rồi. Rất lâu về trước, có người dưới âm ty đồn đại về một người cực kỳ bí ẩn, y phục vàng, đi theo còn có một đồng tử. Đặc biệt là nàng ta đi đâu cũng ngồi trong kiệu, không bao giờ cho ai thấy dung mạo của mình hết. Nhưng bắn đi một thời gian không còn ai thấy nàng ta âm ty nữa. Nghe nói là lên nhân gian tìm môn đồ của mình đó. Không lẽ người đang nói đến âm thần Huyền Trân, đầu thể thứ hai của Diêm Vương, chỉ sau ngài Lý Yên Nhiên sao? Ừ, ta nghĩ chúng ta đụng nhầm người rồi đó. Nói đến đây thì bỗng nhiên bên trong chiếc kiệu kia phát ra giọng nói đầy mị lực nhưng cực kỳ uy nghiêm. Đủ rồi đó, tóm lại là có cho ta qua hay là không? Đồng tử kia chống cằm ngồi trên kiệu, nhìn hai âm sai mà thở dài. Ây, chủ nhân của ta nổi giận rồi kìa. Nếu các ngươi không đi thì gánh không nổi hậu quả đâu. Hai âm sai giờ đây đã biết mình đang đối diện với ai, liền trực tiếp cúi đầu cung kính, mồ hôi tuôn ra, thân thể run rẩy. Xin ngài Huyền Trân tha tội, chúng ta chỉ thực hiện lệnh bắt phạm nhân mà không biết gặp phải người. Mong ngài tha tội. Các ngươi về đi, mọi việc ở đây cứ để cho ta lo. Hai âm sai nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, lùi lại cho kiệu của Huyền Trân bước qua. Đồng tử nhìn sang hai người cũng che miệng cười lên khúc khích. Đúng là một phen hù người ta muốn chết mà. Nghĩ vậy, cả hai liền sợ hãi, lập tức quay về luyện ngục. Ngay lúc này, Quân đã đưa kiếm lên đỉnh đầu của lão Sáng. Chỉ cần một hơi thở, lão già này chắc chắn sẽ ra đi. Mày chết đi! Gia Huy, lão Sáng, khuôn mặt hốt hoảng tột cùng, tưởng chừng như đã chết tới nơi, thì từ đâu một tiếng chuông ngân lên. Trong tiếng chuông còn có mang theo một sức mạnh gì đó rất là cường đại, thậm chí có thể ngăn được động tác chém xuống của Quân. Cậu cố gắng lắm nhưng vẫn không thể chém xuống. Ánh mắt hằn đỏ lên. Tại sao lại là tiếng chuông ngực? Còn có thể khống chế cả mình sao? Lại! Không để cậu thắc mắc lâu, trên không trung hiện ra một chiếc kiệu màu đỏ. Có bốn con quỷ mặc đồ đen đang khiêng kiệu. Bốn con quỷ này đều mang cấp bậc quỷ vương. Trên đỉnh kiệu có một đồng tử đang liên tục lắc hai cái chuông trên tay. Đây là nguyên do mà Quân bị khống chế. Quân cau mày hỏi: các ngươi là kẻ nào? Tại sao lại ngăn cản ta? Đồng tử vẫn vừa lắc chuông vừa trả lời: ngươi không thể giết hắn đâu, hắn thuộc về âm ty. Quân nhìn thằng nhóc kia có chút ngạc nhiên. Nó thuộc cấp bậc quỷ tiên, sớm đã thoát khỏi lục đạo luân hồi, không bị chi phối bởi bất cứ thứ gì trong tam giới nữa. Quân không ngờ một thằng nhỏ lại có thể đạt đến trình độ này, chẳng trách sao nó có thể ngăn cản được cậu. Quỷ tiên sao? Nhưng muốn ngăn cản ta thì nằm mơ đi. Ta biết ngươi, Lý Lăng Quân. Lần trước ngươi có xuống âm ty đại náo, ta cũng là lần đầu tiên mới nghe thấy có kẻ dám đến quỷ môn quan gây chuyện đó. Thanh kiếm ngươi đang cầm là của ngài Lý Yên Nhiên. Quân vẫn đang bị khống chế không thể nhúc nhích, nghe con quỷ đó nói vậy
liền hiểu ra vấn đề. Từ lúc bọn chúng đến, Quân đã cảm thấy người trong kiệu có mang ký tức âm thần, chứng tỏ là họ đến để tìm mình. Các người đến để bắt ta có đúng không? Hay là muốn giải cứu lão già này? Đồng tử kia vuốt cằm, bộ dáng như ông cụ non. Một lúc nó lại nói: Cũng đúng chút xíu thôi. Bọn ta không đến để bắt ngươi, cũng không phải là để cứu cái hồn kia. Chỉ là bọn ta lỡ thấy ngươi phạm tội mới ngăn cản. Nếu không ngăn cản thì người dương gian sẽ coi âm ti bọn ta ra thể thống gì nữa. Vì mục đích thực sự các ngươi đến đây là để làm gì? Là vì tỷ tỷ của ta. Đồng tử nhìn sang sát của Mén rồi nở một nụ cười mà chỉ tay nói như thế. Quân nghe mà cũng ngạc nhiên vô cùng. Cái gì mà tỷ tỷ của nó chứ? Quân nhìn nó rồi quát lên: Con quỷ nhỏ kia, đừng có láo tét. Ai là quỷ nhỏ? Cái tên không biết điều kia, ta lớn tuổi hơn ngươi đó. Thì sao? Ta cứ gọi là quỷ nhỏ đó. Bỗng nhiên lúc này trong kiệu phát ra một giọng nói âm trầm: Đã đủ chưa? Nhanh chóng thu ánh nguyệt trở về. Đồng tử không cãi cọ với Lan Quân nữa, mà trong tay lấy ra một bức họa đồ màu đỏ, chậm rãi mở ra rồi thả xuống. Nó xoay quanh thân thể của Mén rồi trực tiếp hút thân thể cô vào trong, biến mất như chưa từng tồn tại. Quân đang bị trấn trụ, thấy một màn này thì nổi giận gào lên: Các người đang làm cái quái gì? Trả thần xác Mén lại đây, đừng có nói là âm thần, thì muốn làm gì thì làm. Đồng tử không biết cái tên này có bị điên hay không, nói nhiều như vậy mà hắn vẫn không hiểu sao. Bèn giận dữ quát lên: Cái tên phạm nhân kia, ta đã nói với ngươi người đó là Ánh Nguyệt, đệ tử của chủ nhân ta, cũng là tỷ tỷ của ta. Nay kiếp số đã tận, bọn ta đến thu tế về, có cái gì sai chứ? Cái gì? Mén là môn đồ của ông thần sao? Rốt cuộc các người lại? Xét cho cùng á, chúng ta cũng là người nhà đó. Chủ nhân của ta là đầu đệ của Diêm Dương, và cũng là tỷ muội với ngài Lý Yên Nhiên á. Nghe nói cái người kia là tỷ muội với âm thần thì cũng bất ngờ không kém. Thì ra họ đã biết mình từ trước nên mới nói nhiều chuyện như vậy, chứ không thì đã một cước ra tay rồi. Mén cũng không ngờ lại là môn đồ của vị âm thần này, trong lòng lại bớt tự trách hơn một chút. Ít ra Mén cũng sẽ không bị tan phách mà vẫn sẽ được giảng hồi. Tuy vẫn còn đau khổ vì Mén đã chết, nhưng ít ra em ấy sẽ không phải chịu đọa đày nữa. Thì ra mọi chuyện là vậy. Nhưng mà tại sao người trong kiệu lại không ra nói chuyện chứ? Tôi bị điên hả? Trừ Diêm Dương với hai người đệ tử còn lại, và ta nữa, thì bất kỳ ai cũng không được xem nhan sắc của người. Nếu không người sẽ giết cái đó đó. Quân ậm ừ cho qua chuyện. Quả là một người khó hiểu, giấu nhan sắc lại còn kiệm lời, đúng là đồ đệ của Diêm Vương luôn khác người. Nhưng dù sao thì cũng biết nhau cả, nên không có gì phải ngại. Quân nói: Hai người đem có ý gì, nhớ chăm sóc cho thật tốt, không được để cô ấy chịu khổ. Nếu không thì dù là ai, ta cũng giết kẻ đó. Huyền Trân bên trong kiệu nghe vậy liền có chút cau mày, không chịu được mà lên tiếng: To gan, ngươi dám hăm dọa Huyền Trân này sao? Thì ra giọng của âm thần Huyền Trân cũng không tới nỗi tệ, nhưng mà ta chỉ nói chơi thôi, mong người bớt nổi giận. Bây giờ người có thể đi, nhưng mà cái tên lão sáng này phải để lại cho ta. Ta muốn giết lão. Không thể được, hắn ta phải về chịu phạt. Nếu ngươi giết là phạm luật âm. Đồng tử nãy giờ vẫn liên tục lắc chuông, miệng lại nói: Với lại ngươi đang bị ta trấn trụ mà, còn lâu mới giết được hắn. Bọn ta mang hắn đi. Dứt câu, đồng tử chuẩn bị đem lão sáng kia đi thì Quân đã quát lên: Còn lâu, so với những việc mà hắn đã làm ra, phải xuống vô cực địa ngục mới hả dạ. Âm ti các người không làm được thì để Lăng Quân này làm. Quân có vận lực tỏa ra cương khí xung quanh mình, hòng phá vỡ thế bị động.
Bên kia đồng tử cũng cười nhạt, cho rằng quân không thể phá vỡ được chiêu thức của mình. Nhưng trong phút chốc, tai đang trung chuông bỗng dưng trung lên dữ dội. Cảm giác như có một thứ sức mạnh gì đó đang đánh ngược lại mình. Nó sợ hãi nhìn xuống thì thấy quân đang từ từ cử động được, đang hạ kiếm xuống đầu của lão già kia. Không thể như vậy được. Định tâm chuông là pháp khí trấn hồn, cho dù hắn là ai cũng không phá vỡ được. Quân bên dưới càng ngày càng cử động được nhanh hơn. Đến khi một tiếng vang thật lớn trong tai đồng tử kia vang lên thì cậu đã hoàn toàn có thể cử động. Thầm nở một nụ cười. Muốn cầm chân được thằng quân này sao? Còn lâu. Quân vừa vận lực phá vỡ sức mạnh của cái chuông kia và đang từ từ bổ kiếm xuống đầu lão sáng. Đồng tử thấy tình huống cấp bách cũng phóng tới ngăn cản. Quân thấy vậy xoay người tung ra một đường kiếm khí. Càn khôn tá pháp, tuyệt tình chúng ta. Kiếm khí mạnh bạo lướt ngang qua người nó. Nó sợ hãi néo qua một bên. Nó không ngờ tên pháp sư này lại tung ra sát chiêu, dù biết mình là người quen. Quân tranh thủ cơ hội, một kiếm bổ xuống lão sáng. Lão ta khuôn mặt sợ hãi, muốn chạy nhưng không được. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này thì bên trong kiệu bất ngờ phóng ra một luồng đạo quang màu đen thẳng về phía quân. Cậu cảm nhận được nguy hiểm, liền quay lại lấy kiếm chống đỡ. Kết quả bị đẩy lùi cả mét. Bây giờ thực lực của cậu đã là linh tiên nên mới trụ được, chứ như trước đây có dính chiêu này đã bị đánh cho học máu rồi. Đồng tử thấy chủ nhân của mình ra tay thì ngoái lại nhìn. Chủ nhân, người... Huyền Trân vẫn ngồi bên trong, giọng nói âm trầm phát ra. Đừng thấy ta không nói mà làm càn, cẩn thận ta giết ngươi luôn đó. Quân cảm nhận vị âm thần này có thể sánh ngang với sư tổ của mình, không thể xem thường được. Đang nghĩ cách thì tên sáng im lặng nãy giờ cũng quát lên. Lão bà âm thần, làm ơn cứu ta. Lão sáng nói đến đây thì không gian như im bặt, không ai dám nói thêm bất cứ một lời nào. Chiếc kiệu trên kia như dần được thiêu nóng bởi người bên trong. Huyền Trân thực sự nổi giận, đồng tử phải sợ hãi lùi ra xa. Bốn tên kiên kiệu mặt đen kia cũng buông kiệu mà lùi ra, mặc cho nó đang bay lơ lửng một mình. Đâu ai biết rằng khuôn mặt của Huyền Trân bên trong đã đỏ lên từ lúc nào, gằn lên từng chữ nói. Cái tên âm hồn chết tiệt kia, ngươi có biết ta ghét thứ gì nhất trên đời hay không? Là ta ghét đứa nào nói ta già đó, có hiểu chứ? Ngươi chết đi. Xong. Đáng lẽ ra lão ta không chết, nhưng mà người ta nói cấm có sai, con ếch chết là tại cái miệng. Không nói hai lời, cũng không kịp cho ai phản ứng gì, bên trong bắn ra một ngọn lửa màu đen gọi là hắc hỏa thiên. Dính một chiêu này sẽ lập tức tiêu tán ngay. Lão sáng không thể kịp nói lên gì nữa, đã bị hắc hỏa này thiêu trúng, đau đớn dãy dụa một hồi rồi bị cháy ra cho thành tinh phách. Nhưng mà tinh phách chưa kịp tan thì đã bị hắc hỏa thiêu tiếp, đến nỗi không còn lại gì mới ngừng lại. Hắn ta đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Gia Huy nằm ở đó chứng kiến hết nhưng không thể nói ra một lời. Lúc nãy bị quân đánh, đến bây giờ vẫn còn dư âm, không thể nói chuyện được. Hắn cố lắm mới gằn ra vài chữ. Sư phụ! Chính mắt nhìn thấy người thân của mình chết một lần nữa, hắn đau đớn không thôi. Quân cũng ngơ ngác trước cảnh tượng đó. Không ngờ mình chưa kịp ra tay thì cô ta đã ra tay rồi. Vẫn còn luyến tiếc trong lòng là không thể đem lão ta xô xuống vô cực địa ngục chịu cảnh dày vò. Đồng tử bay lại chỗ chủ nhân của mình. Người giết hắn vậy có sao không? Ai bảo hắn dám chọc ta? Chỉ là một âm hồn nhỏ nhôi, để ý làm cái gì? Nói đến đây, Huyền Trân như cảm nhận thứ gì đó từ quỷ vực, liền biến sắc đi. Thu được ánh nguyệt rồi, giờ thì đi thôi. Tử Văn đang gặp nạn quỷ vực, phải nhanh đến đó. Nhưng mà còn tên Lăng Quân, mặc kệ hắn. Dứt câu, đám người khiên kiều lập tức mở ra một cái lỗ đen trên hư không mà lần lượt bay vào.
đồng tử trước khi vào, con nhìn Lan Quân nói: "Đánh Tất Sơn đi, đêm nay sẽ có đại chiến đó." Quân nghe vậy thì định hỏi thêm, nhưng họ đã đi mất rồi. Trong lòng ngẫm nghĩ, không lẽ nào... Tại núi Cấm ngay lúc này, mây đen vần vũ, trên không trung xuất hiện bốn thân ảnh của bốn con yêu quái. Ngừng lại một chút, bọn chúng liền đáp xuống một chỗ trống ở gần đó. Bạch Kê Tinh thả vi trên tay xuống, ánh mắt thăm dò: "Liệu con nhỏ này có phải là yêu vương hay không vậy? Ta cảm thấy không đúng lắm." Yêu nữ Xương Giang lạnh lùng đáp: "Quỷ mẫu đã nói như vậy rồi, thì cấm có sai đâu." "Ê, nhanh chóng truyền công lực cho yêu vương, gọi linh thức quay về thân thể đi. Lão thủ yêu ta chờ nghe ngày này lâu lắm rồi đó." Bạch Cây Tinh nhìn sang lão câu mày: "Bộ năm xưa lão chưa gặp yêu vương bao giờ sao?" "Năm xưa ta với cửu vĩ từng là quái yêu mạnh nhất đó, cai quản một vùng. Nhưng kể từ khi bị Lạc Long Quân đánh chết thì cũng đường ai nấy chạy. Riêng ta bị chém hết 7 phần sức mạnh nên mới thành ra như bây giờ. Ai giờ mai mà vẫn còn sống đó." "Ủa, nhưng mà yêu vương là nam hay nữ gì?" "Người hỏi bằng thừa. Nàng ta rất là đẹp đó. Khi biến thành hồ yêu thì trắng muốt, rất là to lớn. Người thấy cái đỉnh núi đó hay không? Nàng ta to cỡ đó đó." Bạch Cây Tinh nhìn theo mà ánh mắt vô cùng thảng thốt: "Mẹ nó, to dữ vậy sao?" "Bởi vậy mới được tôn sùng là yêu vương chứ." Tỳ bà bà bên cạnh, mái tóc dài che cả mặt đi, y phục trắng, trên tay luôn cầm theo một cây đàn tỳ bà, rất kiệm lời và ít nói. Thấy hai tên này cứ lải nhải, cũng bất giác lên tiếng: "Nhanh làm việc cần làm đi, các người lắm lời quá rồi đó." Nghe vậy, hai người kia cũng không cách nào khác, đành thực hiện theo kế hoạch. Nếu để lâu thì sẽ chậm mất thôi. Lúc này cả đám mới tập trung nhìn vào Vi đang nằm bất động. Thấy cái gì đó lạ, Bạch Kê Tinh quát lên: "Ê, có cái gì trong bụng nữa kìa, đang nhúc nhích nữa." Cả đám mới nhanh chóng nhìn theo, thấy trong áo của Vi có thứ gì đó bập bùng lên xuống. Yêu nữ liền không nghĩ mà nhanh chóng tiến lại, thò tay vào áo lôi ra một thứ. Nó đang kêu lên ét ét, giãy giụa trong tay yêu nữ. Nhìn lại thì là một con heo đen. Bạch Kê Tinh đánh giá: "Chà, một con heo đen, ta cảm nhận nó cũng là tà vật đó." "Ờ, cũng không có gì đặc biệt lắm đâu, quăng nó đi cho khỏe người." Thấy không có việc gì nữa, yêu nữ kia cũng quăng con heo ra tận xa vào rừng, và không thèm để ý tới nó nữa. Cả đám bây giờ ngồi xung quanh Vi, vận hết yêu khí của mình truyền vào người cô. Sức mạnh khủng bố đến nỗi trời đất chuyển sang đen đặc. Gió nổi lên càng mạnh, xung quanh Vi xuất hiện một vòng tròn màu xanh lam vây quanh. Đây là yêu khí của đám đại yêu truyền vào để linh thức có thể cảm nhận được mà quay về chủ thể của mình. Bản thân Vi vẫn không hề hay biết gì. Bỗng nhiên cơ thể của cô bay lên, trong người bốc ra yêu khí nhàn nhạt rồi đậm dần. Hai con mắt đang nhắm bỗng chốc mở ra trừng trừng, trong đó cũng có hiện lên những tia đỏ thẫm. Bọn đại yêu không hiểu chuyện gì, linh thức chưa về sao nó lại có thể bốc ra yêu khí mạnh như vậy chứ? Không lẽ nào yêu khí của bọn họ đã vô tình kích phát sức mạnh lâu nay của yêu vương? Các bọn bây giờ không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn con bé này là yêu vương chuyển thế. Vì bất ngờ bộc phát ra yêu khí gấp mấy lần, đẩy bốn đại yêu văng ra bốn hướng. Phía sau lưng cô hiện lên hư ảnh của 1, 2, 3 rồi 9 cái đuôi đang ngoe ngoẩy. Ánh mắt Vi vẫn không động, khuôn mặt không cảm xúc. Một màn này khiến cho đám đại yêu nhìn nhau như đã hiểu ý, bọn chúng liền quỳ xuống đồng thanh hô lên: "Yêu vương, chào mừng người quay trở lại." Ngay lúc này, trong rừng dần bước ra rất nhiều người, tiếng chân dồn dập vang lên bao vây lấy đám đại yêu. Nhìn qua thì khoảng 100 mấy người chứ không ít.
dẫn đầu đám người này là 7 người có khuôn diện già nua, nhưng lại mang nét gì đó rất uy nghiêm. Bọn đại yêu thấy đông người như vậy mà trên tay ai cũng cầm pháp khí thì liền hiểu ra họ toàn bộ đều là pháp sư cấp bậc chân nhân trở lên, không thể xem thường. Còn 7 người dẫn đầu kia chắc chắn là trưởng môn của thất phái, linh lực họ tỏ ra không hề yếu một chút nào. Bạch Kê Tinh quát lên: "Đem Yêu Vương chạy nhanh đi, chưa có linh thức Yêu Vương vẫn còn yếu lắm." Cả bọn nghe vậy liền tóm lấy Vi. Cô nàng cũng không dễ dụa gì, khuôn mặt cứ đơ ra. Đám đại yêu định mở hư không chui đến quỷ vực để thoát nạn, nhưng mở hoài không được, cố gắng thêm bao nhiêu cũng không được, như có thứ gì đó đang trấn trụ họ lại vậy. Một lão bà bước lên cười nói: "Các ngươi không thoát được đâu, bọn ta đã lập sẵn thất tinh trận bên ngoài phòng các ngươi chạy trốn rồi. Nó có thể ngăn cách mọi khoảng không, muốn đến quỷ vực bây giờ cũng không được. Vào trận thì thoải mái, nhưng ra thì nằm mơ đi." Lão bà này chính là trưởng môn của Nguyệt Anh Phái. Nơi đây chỉ nhận nữ nhi, không nhận nam. Và đệ tử hôm nay bà dắt đến đây cũng toàn là nữ. Tuy là nữ nhi, nhưng đạo pháp của họ cũng không hề kém cạnh gì nam nhân. Bọn đại yêu biết nếu ở lại sẽ không tài nào đánh lại được, mới chọn cách bỏ chạy. Nhưng bây giờ có lẽ cũng không thể chạy được nữa rồi. Lấy bọn chúng làm trung tâm, xung quanh đều là pháp sư. Ông Kiệt bước lên nói: "Các người cùng cứu Vĩ Hồ, không ai có cơ hội thoát đâu. Bọn ta sẽ diệt nó trước khi nó thức tỉnh." Bởi vì trong bóng tối, cộng thêm với khuôn mặt của Vi quay vào trong, nên không ai thấy mặt cả. Nhưng họ vẫn đoán biết được người nữ kia chính là Yêu Vương. Trong đám đông lúc này cũng có Đông đang đi cùng với sư phụ của mình. Cậu cũng không biết người kia chính là Vi. Cứ vậy mà cả đám pháp sư dần dồn ép bọn chúng vào trong. Với tình huống như thế này, bọn đại yêu cũng không nhịn nữa mà bộc phát yêu khí cho gào lên: "Yêu quái bọn ta bị dồn ép mấy ngàn năm như vậy là đủ rồi. Bây giờ đây, bọn ta bắt buộc phải trở mình." Bạch Kê Tinh hô lên trước rồi cũng phóng lên, tay phải hiện ra mấy cái móng vuốt như gà bổ đến một vị trưởng môn. Người này đầu hói mập mạp, cầm trên tay một cây phất trần. Ông ta là trưởng môn của Thánh Tôn Phái. Nguy hiểm trước mắt, ông ta lập tức vung phất trần, kẹp một linh phù vào tay phải cho hô to: "Thái thượng tam thành, thủy hỏa hợp nhất, phất trần thông chi, phá!" Lập tức mấy cái râu của phất trần dài ra quấn lấy tay của Bạch Kỳ Tinh. Linh phù bên phải cũng phát ra đạo quang hai màu đánh về phía Bạch Kỳ Tinh. Một hư ảnh nước và lửa hiện ra đánh tới. Bạch Kỳ Tinh thấy nguy hiểm liền bộc phát quỷ khí quanh người chống đỡ. Tay phải bị trói nên không thể thoát được. Ông già trước mặt nhìn hắn cười nói: "Yêu quái cổ đại sao? Cũng không tệ đâu, có thể ngăn cản được thủy hỏa phù của ta." Bạch Kê Tinh nổi giận, khuôn mặt hóa thành một cái mặt con gà bổ đến đầu ông ta. Ngay lúc này, trưởng môn đại bu phái đã nhanh chóng tiến đến, tay phải phóng xuất ra hàng loạt con trùng. Chúng nó nổ tung, những bãi dịch nhầy dính lên người Bạch Kê Tinh bốc lên khói đen loang lổ xung quanh. Nó gào trú lên đau đớn, không còn cách nào khác đành phải chặt bỏ đi cánh tay phải của mình để mà hòng thoát ra. Trong một khắc như vậy, hắn nhận ra thất phái mạnh như thế nào. Chữ môn Thánh Tôn Phái nhìn sang lão già kia mà quát: "Ai bảo ông cứu ta vậy? Tự ta xử lý được mà." "Nếu không phải ta cứu, nó bổ lên cái đầu hối của ông rồi đó." "Cái gì? Còn dám nói ta hối nữa sao?" "Thì ông hối ta nói ông hối chứ." Lão Kiệt nghe cãi nhau thì bước lên can ngăn: "Đừng cãi nhau nữa, lo mà ngăn cản đám đại yêu đi kìa." Bên kia, Bạch Kê Tinh bằng cách thần kỳ nào đó đã mọc ra lại cánh tay, thở lên hồng hộc nói: "Nhất định
ta sẽ giết các ngươi. Ba tên đại yêu còn lại cũng không kìm được mà tiến đến giao chiến. Mấy trưởng phái cùng với đệ tử xông lên chiến đấu. Dù sao bọn chúng cũng là đại yêu, không thể xem thường, nhưng bọn họ cũng nhất quyết giết cho được kiếp này của cửu vĩ thiên hồ. Tất cả những chuyện xảy ra ở Tất Sơn, quân trên thành phố vẫn không hề hay biết. Lúc nãy nghe Huyền Trân nói đại chiến gì đó, cậu cũng không hiểu, nhẹ đưa tay lên bấm quẻ, nhưng khi bấm vào ngón áp út thì lại bị khựng lại, không sao xem quẻ được. Cậu cố gắng thử nhưng lại thấy máu trong người tuôn trào, khóe miệng ngọt ngọt rồi phun ra một ngụm máu tươi. Chết tiệt, định xem thiên cơ một chút lại bị phản vệ, không lẽ có điều gì đó chẳng lành sao? Lúc nãy mén chết, quân cũng tình cờ bộc phát cương khí, một bước thăng tiến lên linh tiên. Cậu cũng không ngờ vì đau khổ mà mình có thể tăng lên một bậc. Quả nhiên thân thể của cậu không tầm thường. Đang suy nghĩ thì tên Gia Huy bên cạnh cũng thốt lên. Mày sẽ không làm được gì đâu. Người bên cạnh mày sẽ chết hết, không còn một ai. Tao nguyền rủa mày. Quân nổi giận, tiến tới đá thẳng vào mặt hắn ta một cái, đến nổi gãy mấy cái răng, máu miệng tuôn trào. Lại một lần nữa, hắn bất tỉnh nhân sự đi. Tốt nhất mày nên ngậm mồm lại. Nếu như mén lúc nãy thực sự bị mày hại cho tan hồn, thì bây giờ mày thành cái xác khô rồi đó. Thấy hắn đã bất tỉnh, quân tiến tới, lấy trúc thiên sát quỷ trong tay hắn. Nó trùng lên như muốn quay về với chủ nhân cũ của mình. Pháp khí nào cũng có linh, đặc biệt là thần khí, ngoài chủ ra sẽ không ai có thể sử dụng được. Quân cười nhếch môi. Mày là pháp khí mạnh nhất đạo gia, không nên nằm trong tay một kẻ ác độc như hắn. Từ bây giờ sẽ là của ta. Quân nói xong, vận cương khí phá bỏ đi kết ấn của Gia Huy. Cương khí mạnh bạo của quân phút chốc đã hoàn toàn phá vỡ được. Cậu nhanh chóng nhỏ máu của mình vào. Giây lát, nó sáng lên, nhận cậu làm chủ nhân. Quân cẩn thận bỏ vào trong ba lô. Lại có thêm một thần khí mới nữa rồi. Bất giác điện thoại của quân trung lên. Nhìn lại thì thấy là số của Đông. Có gì mày? Bên kia vang lên tiếng đánh nhau rất dữ dội. Đông chui vào một góc, rồi khẽ nói. Thất phái bọn tao á đang quy tụ, đánh nhau với mấy con đại yêu mày nói nè. Quả thật là bọn chúng rất mạnh đó. Cái gì? Gặp bọn chúng đâu? Thì ở Thất Sơn gần nhà mày nè. Tới đây học lệnh ký tụi tao, nhanh lên. Ừ, bên đó có thất phái, còn có rất nhiều đệ tử mà, đủ sức đánh bại rồi. Gọi thêm tao làm gì? Mà cho dù có muốn, tao cũng đâu có đến được liền đâu. Bọn chúng tìm được cổ vĩ của kiếp này rồi, cho nên tao mới điện thoại cho mày. Sợ nó nhớ lại tất cả thì không ai đến lại đâu. Cứu vĩ hồ sao? Là ai vậy? Bọn chúng bảo vệ kỹ cho nên không có thấy mặt được. Nhưng mà hình như là nữ đó. Bây giờ mày nhanh chóng tìm cách tới đây đi. Lỡ mà nó có xuất thế thì có mày hỗ trợ cũng một phần cũng được. Nhanh tìm cách đi đó. Dứt câu, không cho quân nói gì, Đông đã tắt máy. Cậu cầm điện thoại trên tay mà suy nghĩ, có nên đến đó hay không đây? Nhưng nếu nó thực sự xuất thế thì rất nhiều người ở Thất Sơn sẽ gặp nguy hiểm. Phải đi thôi. Nhưng mà bằng cách nào đến đó nhanh bây giờ? Vuốt cầm một lúc thì quân chợt nghĩ ra cách, mở một lỗ hổng tiến đến quỷ vực. Sau đó ở quỷ vực, cậu sẽ bài trận tiếp dẫn đến nhân gian, trực tiếp tới Thất Sơn. Như vậy sẽ không phải tốn thời gian. Nghĩ tới đây, quân tự vỗ trán mình, cảm thấy mình thật sự thông minh. Làm như thế chẳng khác nào cậu học được phép dịch chuyển, giống như trong bảy viên ngọc tròng vậy. Vẫn như cũ, quân lập tức bài trận đến quỷ vực. Khi lỗ hổng mở ra, cậu trực tiếp bước vào. Và khi lỗ hổng kia chuẩn bị đóng lại thì từ đâu có một bóng đen chạy qua rồi nhảy vào theo quân. Cậu không hề hay biết có người đi theo mình. Khi đến quỷ vực,
cậu lại bài trận để đến Thất Sơn. Và cách này quả thật thành công rất nhanh. Lúc này quân đứng dưới chân núi Cấm, nhìn lên thấy mây đen bao phủ cũng nhíu mày. Thằng Đông nói không sai, bọn đại yêu này thực sự đã hành động. Không nghĩ nhiều, quân trực tiếp chạy lên núi. Vừa chạy lên ngoài khu vực rừng, quân phát hiện ra có một lá kỵ màu đỏ đang cắm trên mặt đất. Với một người bình thường sẽ không nhận ra được đây là gì, nhưng với một con mắt của pháp sư, quân đã nhận ra ngay cái nhìn đầu tiên. Cờ này dùng để bài thất tinh trận. Nó đang không ngừng phát ra linh lực rất mạnh. Đây chỉ là một phía thôi, còn những phía khác chắc chắn vẫn còn những lá kỵ còn lại. Trận pháp này vào thì có thể vào được, nhưng ra thì khó ra. Để bài trận pháp mạnh như thế này, mấy vị tông sư kia có lẽ đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Quân đoán không sai, có thể bọn họ đã biết cửu vĩ hồ trước khi quân và ông Năm biết. Không nghĩ ngợi nữa, cậu chạy vào trong trận pháp. Đang cảm thấy bên trong yêu khí cực kỳ cuồng bạo. Vừa chạy tới, quân như muốn ngớ người ra. Trước mặt cậu có hơn 100 pháp sư đang vây công 4 con đại yêu cổ đại. Khí thế như muốn dồn bọn chúng vào con đường chết. Không ai để ý tới sự có mặt của quân. Trên không trung, yêu nữ tung ra hàng loạt yêu khí màu đỏ, rồi phút chốc nó tụ lại thành vài cái mặt quỷ tấn công đám pháp sư. Một vị trưởng môn thấy vậy cũng xông lên, vung ra phất trận, rồi quát thật to câu chú. Phất trận này có dán linh phù ở bên trong, nên khi kích hoạt, nó liền bắn ra hàng loạt kim quang, phá đi chiêu thức của yêu nữ. Nó giận dữ nhìn sang Tỳ Bà Tử. Ngươi còn chờ gì nữa mà không tung chiêu? Chúng ta sẽ bị dồn ép rồi đó. Tỳ Bà Tử nãy giờ không xuất chiêu, như chờ một thứ gì đó. Khi mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu, nó mới thực sự động thủ. Mái tóc dập dìu theo gió, nó đứng trên không trung, xung quanh bốc lên yêu khí cuồng bạo. Một tiếng đạn cất lên như muốn đưa người ta xuống địa ngục. Đây là chiêu chí tử của Tỳ Bà Tử, có thể đánh vào thần thức của người nghe. Và giờ tí chính là giờ mà ả ta mạnh nhất. Nếu dưới cấp bậc thiên sư nghe phải thì lập tức sẽ đau đầu tới mức muốn tự sát mới thôi. Tiếng đàn cùng với tiếng hát của ả ta như muốn lay động đám pháp sư bên dưới. Ai oán chất chứa đầy uất hận của ả ta lúc còn sống. Trừ trưởng môn và những đồ đệ của tu vi thiên sư đều không sao, nhưng còn những người khác thì đang nằm lăn lộn ra mà đau đớn. Lão già thụ yêu đang biến thành một cái cây cổ thụ to lớn, phóng ra những dây leo quấn quanh chỗ mình nhằm bảo vệ yêu vương. Sức mạnh khó lường của lão ta khiến cho không một pháp sư nào có thể phá vỡ được thế thủ đó. Ánh mắt lão nhìn lên chỗ Tỳ Bà Tử mà cười. Quả nhiên không ngoài sức mong đợi, mạnh thật đó. Bên dưới, bất ngờ vị trưởng môn của Thiên Hộ Phái trong tay kẹp hai lá linh phù khác màu, rồi thì thầm độc chú. Thiên địa xoay chuyển, nhị phù thuấn âm, cấp tốc như lệnh. Hai linh phù được phóng lên, trên không trung phát ra một đạo âm vang đến chối tai, lập tức phá đi thanh âm đàn ma mị của Tỳ Bà Tử. Á ta bị phản phệ, lập tức bị đánh văng ra, yêu huyết phun ra xối xả. Cả đám đại yêu thấy vậy cũng biết rằng mình đã thất bại hoàn toàn rồi. Quân bên dưới không quan tâm đến đánh nhau, ánh mắt tìm kiếm Đông. Cậu muốn hỏi Đông về việc ai là cửu vĩ hồ, còn việc đánh đám đại yêu kia đã có thất phái lo rồi, không tới lượt mình. Cậu đâu biết rằng trong lúc đang tìm kiếm Đông đã vô tình làm chơi cái chuông nhốt bạch cúc tinh ra từ lúc nào. Trong đám pháp sư đang căng thẳng, quân phát hiện ra Đông đang ngồi ở một gốc cây, dựa vào đó mà ngủ. Không nghĩ nhiều, lập tức chạy tới đá vào mông hắn một cái. Đông đau quá mà gào lên. Úi dạ, đứa nào đánh tao vậy? Tao bảo khi nào cấp bách mới gọi tao vậy mà. Cấp bách cái đầu của mày, trong tình huống này mà cũng ngủ được hả? Đông lúc này mới chợt bật dậy, phát hiện ra người đó là quân. Ủa, mày tới đây bằng cách nào vậy? Tao mới điện thoại 20 phút thôi mà mày tới rồi. Quân ngắn gọn kể lại cho cậu ta nghe. Đông trợn con mắt lên, không thể tin được cái thằng này thông minh như vậy. Dừng lại một chút, cậu ta thốt lên.
Mày đạt tới cấp bậc linh tiên rồi hả? Mày hát game hay gì mà lên nhanh vậy? Mày có phải là con người nữa không? Ôi, chuyện này kể sau đi. Mày coi có cách nào để xem yêu vương lại hay không? Tao muốn biết. Đông không còn cách nào khác, đành dắt quân tới một góc dễ nhìn rồi chỉ tay. Đó, mày thấy không? Bên trong cái gốc cây to đó đó đang chứa yêu vương. Cái cây đó là do lão già thụ tinh biến thành để bảo vệ nó đó. Quân nhìn theo thì thấy đó là một gốc cây cổ thụ rất to. Xung quanh mấy tên pháp sư còn đang liên tục dùng linh phụ đánh vào, có vẻ như vẫn chưa đủ sức phá nó đi. Còn về mấy vị trưởng phái kia, lần lượt cũng đã kiềm ép được ba con đại yêu. Dần dần hai vị trưởng môn của Hư Không phái và Nguyệt Anh phái đã tiến gần tới chỗ cây cổ thụ. Trưởng phái Nguyệt Anh cất tiếng nói: "Thụ tinh, đầu hàng đi. Nếu không bọn ta sẽ đem người đốt ra thành tro đó." Lão Kiệt khoát tay ra sau lưng, cùng với đệ tử ung dung bước tới gần. "Người sẽ không bảo vệ được yêu hồ lâu đâu." Thụ yêu đáp trả: "Đợi cổ vĩ hồi sinh, các người sẽ không thể nói ra được những lời này đâu. Ta sẽ bảo vệ ngài ấy đến giây phút cuối cùng." Biết là không thể khuất phục, hai vị trưởng môn liền không nghĩ nhiều mà phóng đến, tay rút ra pháp khí. Trưởng phái Nguyệt Anh lấy ra cây gậy mà trên đó có khắc những án văn kỳ lạ, đập đến gốc cây cổ thụ kia. Cú đánh mạnh bạo khiến cho thân cây rung lên dữ dội, còn nghe trong đó có tiếng gào thét chối tai. Lão Kiệt rút trong mình ra Thất Tinh Đào Mộc kiếm đâm đến, linh lực cường đại đâm vào thân cây. Thanh kiếm bất ngờ bốc cháy rồi truyền sang thân cây to lớn. Một ngọn lửa dữ tợn ngày một bốc cháy to hơn. Lão thụ yêu không chịu được nữa mà hóa trở lại thành hình người. Và ngay lúc này Vi mới hiện ra trước mắt mọi người, khuôn mặt đờ đẫn, chỉ có một tia đỏ mà thôi. Quân và Đông vừa trông thấy, sắc mặt liền tái nhợt đi. Lẽ nào Vi là cửu vĩ thiên hồ sao? Hèn gì cậu cứ cảm thấy trong lòng bất an. Không thể nào, Vi nó không thể nào là yêu vương được. Đông ở bên cạnh cũng lắp bắp: Nhưng mà Vi đang bốc lên yêu khí kìa, con người bình thường làm sao mà có yêu khí vậy được? Quân mặc kệ Đông, tiến tới chỗ Vi, trong lòng vô cùng rối bời. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Đông chỉ nhìn theo Quân. Dù sao cậu cũng là người của pháp thuật giới, không thể hành động tùy tiện được. Đang đắn đo xem có nên giúp Quân hay không. Lão tụ yêu lúc này định đem Vi bỏ chạy thì bị một pháp sư tung bùa đánh văng ra. Kẻ đó là Thiện, đệ tử của Hư Không phái. Định chạy sao? Còn lâu. Lão thụ yêu bị hai chữ môn đánh cho yếu rồi, bây giờ lại bị một đòn của tên thiên sư này, liền bị trọng thương, không thể đứng dậy được. Kết quả là Vi bị hắn thả rơi xuống đất. Cô lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt vô thần nhìn đám người xung quanh, không chút cảm xúc. Thiện nhìn thấy Vi, ngạc nhiên thốt lên: "Vi, tại sao em lại đây?" Lão Kiệt cũng không kém Thiện là mấy, sắc mặt biến đổi khi thấy rõ gương mặt của người này. Con nhóc này chẳng phải đi theo cái tên Lăng Quân hay sao? Không lẽ nào nó là yêu vương? Sư phụ à, làm sao có thể chứ? Trưởng môn Nguyệt Anh lên tiếng: "Vậy các người quen nó sao?" Chuyện này dài lắm, nhưng mà cho dù có quen hay không thì cũng phải diệt nó thôi. Đám đại yêu bảo vệ nó như vậy chứng tỏ nó là yêu vương rồi. Để nó sống sẽ gây tới thảm họa đó. Nói thật thì Thiện cũng có tình cảm với Vi, nhưng khi nghe hai chữ môn nói vậy cũng không thể cãi được. Con người hắn ta vốn rất quy củ mà, đâu thể vì một người mà hại chết nhiều người được. Bên kia Vi vẫn đứng đó, người bốc lên yêu khí nồng đậm, ánh mắt vô thần nhìn lên không trung. Ai nói gì cũng mặc kệ. Các đệ tử xung quanh đó cũng thủ thế, nhưng chưa dám động thủ, sợ sẽ chết lúc nào không hay. Lão Kiệt mới lúc này mới chậm rãi bước lên trước, tay cầm Thất Tinh Đào Mộc kiếm, tiến tới gần Vi. Nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. Đám đại yêu thấy cảnh này
muốn giải cứu nhưng không thể được, vì đang bị kìm ép trong trận pháp, chỉ biết căng mắt ra mà nhìn. Lão Kiệt chặt môi. Tuy là làm như thế này có thể đắc tội với Lăng Quân, nhưng vì tính mạng của rất nhiều người đành phải ra tay thôi. Lão vung kiếm lên chuẩn bị bổ xuống thì một tiếng keng vang lên. Có một người dùng hư không bộ nhảy vào chặn lại đòn đánh của Vi. Lão Kiệt trong lòng chấn động, ánh mắt trợn lên khi thấy người trước mặt đỡ kiếm của mình là Lý Lăng Quân. Ông già, ta giúp ông nhiều như vậy, ông đỡ lòng nào muốn giết đồ đệ của ta sao? Lúc này tất cả sự chú ý của những người xung quanh đều đặt lên tên pháp sư vô danh này. Không ai biết hắn thuộc môn phái nào cả, nhưng linh lực hắn tỏa ra ít nhất cũng ngang bằng với Linh Tiên. Điều này khiến cho người ta kinh hãi. Hắn trẻ tuổi như vậy mà sao có thể đạt tới trình độ này chứ? Lão Kiệt cũng có chút ngạc nhiên. Một thời gian không gặp, đã tiến tới bậc này, ngang bằng với các vị tông sư rồi. Quả là từ đầu ta không nhìn lầm người mà. Đã quen biết rồi, còn muốn giết đồ đệ của ta sao? Ta không muốn đâu, nhưng ngươi nhìn lại xem, nó đang phát ra yêu khí rất điên cuồng đó. Loại yêu khí này làm sao một con người có thể có được? Ngươi chấp nhận đi, nó đích thị là yêu vương cửu vĩ thiên hồ rồi. Lão đã chính mắt thấy cô ấy biến thành cửu vĩ chưa? Cái này không trả lời được thì đương nhiên là chưa rồi. Vừa dứt câu, Quân Vận khí vung kiếm đánh văng chữ môn hư không phái ra, quay lại nắm tay Vi, ánh mắt đang đờ đẫn. Đi thôi, chúng ta về. Vi không động, cũng không chịu đi. Quân không còn cách nào khác, đành cõng nó lên vai. Khuôn mặt nghiêm trọng nhìn tất cả những người ở đây. Cậu biết chắc là không thể rời khỏi đây dễ dàng, nhưng cho dù có chết cũng không cho ai chạm vào Vi, dù chỉ là một sợi tóc. Thiện bước lên nói: Lăng Quân, tốt nhất ngươi nên quy phục đi. Nếu để mấy như vậy... Hắn chưa nói dứt câu, Quân đã chỉ kiếm về phía hắn. Tao nói cho mày biết, mày không ở trong trường hợp của tao thì đừng có nói gì hết. Cho dù Vi nó có là cổ vĩ đi nữa thì tao cũng sẽ bảo vệ tới cùng. Cả đám hư không phái thấy hắn xúc phạm sư huynh của mình thì nổi giận chuẩn bị xông lên. Bọn họ đông mà nên cũng không muốn hắn. Nhưng Quân là ai chứ, sắc mặt cậu không hề sợ hãi mà nói: Lên hết một lượt đi, nghĩ là tao sợ sao? Không khí bây giờ trở nên căng thẳng vô cùng. Làm như thế này chẳng khác nào Quân đang đối đầu với cả pháp thuật giới. Nhưng với tính cách của cậu thì còn lâu mới chịu khuất phục. Bỗng nhiên bên kia, Bạch Kê Tinh đang bị trói ở trận pháp cũng cười to. Cuối cùng thì bọn chúng cũng đến rồi. Hắn vừa dứt câu thì cả đám pháp sư liền không để ý tới Quân nữa, mà cảm nhận được quỷ khí, tà khí, yêu khí từ đâu đang ập đến đây rất nhiều, như có thể chèn ép mọi thứ. Đây là bọn tà vật ngửi được mùi yêu vương cho nên mới mò đến. Đều là tà vật mạnh mẽ, cấp độ toàn vượt qua mức quỷ thủ. Bọn chúng vừa đến đã chui vào trận pháp, đứng ngập tràn cả khu rừng. Ánh mắt đỏ trực của hàng trăm tà vật làm cho pháp sư ai nấy cũng khiếp đảm, dồn sự chú ý vào chúng. Quân bên này cũng sợ hãi mà nhìn. Từ đâu mà lại xuất hiện nhiều tà vật như vậy? Không lẽ nào là bị Vi thật sao? Một con la sát quỷ bò với tứ chi, đầu tóc bù xù, hai con mắt gân xanh chằng chịt, da sám ngắt như chết lâu ngày. Nó la lết trên đất, từ từ bò ra khỏi khu rừng, nhìn đám pháp sư mà cười. Chúng tao hôm nay đến đây là vì yêu vương, bọn bay không thể ngăn cản. Dứt câu, nó há miệng phun ra một bãi dịch nhầy thẳng về một tên pháp sư đứng gần nhất, làm cho hắn ta đau đớn lăn lộn, lập tức bị ăn mòn cho đến chết, chỉ còn lại một bộ xương khô.
Đồng môn hắn thấy cảnh này thì hô to cảnh giác. Tất cả cẩn thận, bọn này rất mạnh đó. Người vừa chết kia ít nhất cũng là chân nhân, mà đã bị hạ chỉ với một đòn, không kịp trăn trối. Đám tà vật kia thấy vậy cũng lần lượt vồ đến tấn công. Những pháp sư cũng lập tức vung pháp khí điên cuồng chống trả. Trận huyết chiến lần này tới bây giờ mới thực sự diễn ra. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của Cửu Vĩ Hộ Tái Thế, là phần cuối của series truyện về Lý Lăng Quân, tác giả Hào Vàng. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai nhé, với phần 2 cũng là phần kết thúc của truyện này, và cũng là phần kết thúc của toàn bộ series truyện về Lý Lăng Quân. Mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho Hào Vàng. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.